Toàn thể đạo tràng, ngày hôm nay là kỳ thứ 9 trong chương trình vấn đáp Phật pháp của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Bắt đầu vào câu hỏi thứ nhất của kỳ thứ 9 này, có một Phật tử hỏi rằng nhà con thì làm ăn bình thường, con sinh được hai cháu học xong rồi mà chưa có việc làm. Nói chung hai cháu nhà con cũng không gặp may mắn trong công việc. Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được khoảng 2 tháng. Nhà con bán hàng, con chỉ tụng vào sáng sớm, được một quyển buổi chiều. Con nghe đĩa thầy giảng và con đã làm theo lời giảng của thầy. Con đã cúng dường tượng Phật, cúng kinh, phóng sinh và làm cỗ chay cúng Phật. Tháng nào con cũng cố gắng lên chùa Khai Nguyên 2 đến 3 lần để cầu nguyện cho gia đình con và các con của con. Thầy cho con hỏi, làm như vậy đã được chưa ạ? Phật tử nói rằng gia đình làm ăn trên thì nói rằng làm ăn bình thường, sinh được hai con, các cháu học hành xong rồi nhưng vẫn chưa có công ăn việc làm. Nói chung là chưa gặp may mắn. Phật tử này là cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng khoảng 2 tháng nay, cũng làm việc thiện như cúng dường tượng Phật và ấn tống kinh sách, thường là hay nghe giảng. Tháng cũng cố gắng lên chùa đến 2 đến 3 lần để cầu nguyện cho gia đình. Hỏi làm như vậy đã được chưa? Ở đây thì cái điều quan trọng là cái tụng kinh. Khi tụng kinh, cái tâm mình có để vào kinh không? Cái điều quan trọng là có nhất tâm tụng kinh không? Và một điều quan trọng nữa, đó là mình đọc kinh có hiểu được lời Phật dạy trong kinh để mà áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, tu tập để cho cái tâm mình nó được bình an, nó được thanh thản, không bị mọi cảnh vật của thế gian nó chi phối quá nhiều. Như là đừng để cho tham lam, cái tâm tham á, nó chen lấn mất cái tâm bồ đề của mình đi. Đừng để cho cái tâm sân giận á, nó làm mất đi cái lòng từ bi của mình đi. Cũng đừng để cho cái tâm mình nó si ám, tin theo Phật một cách á, mê mờ thì cũng không đúng. Cái việc tụng kinh niệm Phật là để gì? Là để cho cái tâm mình nó được an. Cái cầu nguyện thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cầu nguyện là một phần nhỏ. Học Phật là phải, người tu Phật, tụng kinh Phật, tu Phật là phải học theo lời dạy của Phật, hành theo việc làm của Phật và noi theo cái gì, cái đức của Phật để mà tu. Chứ không phải là cứ tụng kinh niệm Phật là cầu hết cái này đến cái nọ, mong cho được. Được thì vui, không được thì buồn, thì chán, thậm chí là gì, bỏ đạo, vân vân. Thì đó không phải là người đệ tử Phật, không phải là người học Phật chân chính. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được rằng tất cả cái tội phúc đều là do nhân duyên chúng ta tạo nên nhiều đời nhiều kiếp trước vậy. Vì sao? Có người hỏi rằng vì sao? Phật nói về nhân quả, nhân nào quả đấy. Tại sao ạ? Chúng con thấy là có người làm việc rất xấu, rất ác mà họ vẫn không bị pháp luật trừng trị, họ vẫn không bị Phật Thánh quở trách, họ vẫn sống một cuộc sống là an vui, sung túc, thậm chí là có thể nói là được xã hội họ trọng vọng,
vân vân và vân vân. Nói như vậy thì chúng ta chỉ thấy là cái nhân làm ác của họ đời này, nhưng chúng ta không biết rằng cái nhân làm thiện của họ vô lượng vô số đời kiếp về trước, nay họ được hưởng cái quả báo thiện do hạt giống đời trước kiếp trước họ gieo trồng, nay họ thụ hưởng. Cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy là cái quả thiện của họ đang hưởng bây giờ, chứ không nhìn thấy cái nhân thiện họ trồng từ đời trước kiếp trước, vô thủy kiếp trước, vân vân. Vì vậy mà chúng ta có cái sự hiểu lầm là nhìn nhận sai lệch về giáo lý của Đức Phật, hiểu biết hiểu nhận sai lầm về về luật nhân quả mà Đức Phật đã nói. Chúng ta phải hiểu luật nhân quả ở đây là gì? Sự vận hành vốn có của nó. Vốn dĩ khi có sơn hà đại địa, vốn dĩ khi có gì vạn sự vạn vật ở thế gian này, thì quy luật nhân quả cũng liền đó mà có. Cái này có thì cái kia có, cái này mất thì cái kia mất. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói như vậy, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là sự tương tác lẫn nhau, tương duyên lẫn nhau ở trong cuộc sống này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cuộc sống của những cái người mà làm việc xấu ác bây giờ, ví dụ buôn gian bán lậu, quan tham hối lộ vân vân chẳng hạn, cái cuộc sống của họ vẫn sung túc, vẫn giàu có, vẫn khỏe mạnh, vẫn gì, vẫn an vui đầm ấm, thậm chí là ngày nào cũng ăn uống nhậu nhẹt rộn rã tiếng cười, mà không thấy pháp luật là gì trừng trị, không thấy là trời Phật là bở trách mắng phạt vân vân chẳng hạn. Và họ nghĩ như rằng đấy không có nhân quả, không có tội phúc. Xin thưa các quý vị, Đức Phật nói ở trong kinh Nhân quả báo ứng nói, đấy chẳng qua là gì, cái mà nhân ác ngày hôm nay họ gieo, thực sự là nó chưa đến lúc gì đơm hoa kết trái và chín muồi mà thôi. Tôi lấy một cái ví dụ giống như người nông dân. Một người nông dân cấy lúa đi, cho nó dễ đi, nói về cấy lúa thì chúng ta dễ hiểu hơn. Thì lúa thì thường là 3 tháng rưỡi đến 4 tháng, hoặc trên 4 tháng một tí, tùy theo lúa dài ngày hoặc ngắn ngày thì chúng ta được gặt. Nay cứ nói tóm lại là khoảng 4 tháng, từ khi gieo mạ cho đến khi gặt, khoảng tầm như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy người nông dân 4 tháng trước họ chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm, gieo xạ hoặc gieo mạ, nhổ mạ hoặc gieo thẳng, rồi họ chăm chỉ cái thửa ruộng của họ, dẫn nước, làm cỏ, bón phân, vân vân. Và khoảng độ đến tầm 3 tháng, khi mà lúa bắt đầu là có đồng và bắt đầu là rỗ rồi, rồi bắt đầu là gì, chắc xanh rồi, thì khi đó thì người nông dân đó họ không ra tháo nước, dẫn nước bón phân nữa, cũng không làm cỏ nữa, và họ đi chơi. Họ đi chơi trong vòng nửa tháng hoặc cả tháng luôn. Họ đi chơi, họ không làm nữa, họ không ra thăm đồng nữa, họ không làm nữa. Và mọi người thấy họ thấy cứ thấy họ đi chơi. Và sau khoảng một tháng hoặc 20 ngày nữa thì họ ngừng đi chơi lại, họ đi gặt. Thế họ đi gặt thì khi đó lấy là họ mang lúa về, họ mang lúa về nhà chất đầy sân đầy nhà, tùy theo họ cấy nhiều hay cấy ít, nếu cấy nhiều thì đầy sân đầy nhà, có lúa để ăn. Nếu mà người mới đến gặp anh ta khoảng độ 15-20 ngày trước, nói rằng cái anh này nó lười lao động, suốt ngày tôi thấy nó đi chơi, nó ngồi ở quán rượu, quán bia, nó ngồi ở ăn hàng, ăn quán, ngày nào sáng nào tôi đi ăn cũng thấy nó đi ăn, và trưa nào tôi đi rồi, đi đánh bóng hay đi đá bóng cũng thấy nó đi đá bóng, đi đánh bóng, tôi đi đánh cầu ngày nào cũng thấy nó đánh cầu, tôi đi chơi gôn ngày nào cũng đi chơi gôn, vân vân chẳng hạn. Nó lười biếng như thế, tại sao lại hôm nay lại thấy gì, đến nhà nó thăm thì lại thấy nó lắm lúa lắm thóc đến thế? Nhưng chúng ta không biết rằng
trước cái khi nó ham nó đi chơi đó, trước cái khi anh nông dân đi chơi, anh ấy đã làm mất 3 tháng ròng rã để chăm cho cái những cái thửa ruộng của mình, chăm cho những cái cánh đồng lúa của mình rồi. Những khi cái lúa của anh ta đến khi mà nó chắc xanh rồi, anh ta đấy có thể xả đi chơi được một tí. Nên chúng ta chỉ thấy cái lúc họ đi chơi, nhưng điều quan trọng là khi họ gặt về họ có lúa ăn. Đấy, cái trường hợp như vậy thì chúng ta thấy là có người, đây là cũng có những trường hợp, cái nhân mà đời này chúng ta đến thấy họ, có những người họ thì hiện làm cái việc nó họ không thích làm việc thiện nhiều. Đấy là tôi ví như là người họ không thích làm việc thiện nhiều. Ví dụ chúng ta đến khuyên họ đi chùa, họ không đi chùa. Khuyên họ bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, họ bảo rằng á, tôi nhà tôi á làm được đồng tiền khó khăn vất vả quá, chẳng cần phải bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, tôi gì, tôi vẫn tự tôi tự tâm tôi tu tập, tự tôi gieo trồng công đức là được. Trường hợp đó ví như người chăm chỉ làm ăn mấy tháng, chăm cho cái thửa ruộng của mình mấy tháng trước, nhưng mà khoảng 15-20 ngày sau thì anh ta đi chơi, anh ta không làm nữa. Nhưng mà khoảng sau 15-20 ngày anh ta gì, anh ta lại đi làm để gặt lúa về. Và gặt lúa về thì trường hợp này thì chỉ cho người có phúc hưởng phúc, nhưng không biết gì, không biết làm phúc tiếp theo. Nhưng anh ta vẫn không làm tội, vẫn không làm việc xấu ác quá nhiều, có cái anh ta không biết bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện mà thôi. Còn trong cuộc sống anh ta gì, vẫn là bình thường so với người thế gian, gọi là bình thường, không làm xấu cũng chẳng làm ác, anh ta bình thường, có thể nói là hơi bo bo keo kiệt một chút, không chịu làm việc thiện, không chịu phóng sinh tu phúc vân vân. Thế nhưng hạng người như thế chúng ta thấy là họ có giàu có của ăn của để nhưng không chịu làm việc thiện, thì những hạng người như thế thì đời sau kiếp sau thì cũng chưa biết là họ đi về đâu, tất nhiên họ sẽ cũng không đọa vào ba đường ác đâu. Nhưng còn mà hạng người ở đây dẫn chứng để nói cho chúng ta một cái hạng người đời trước kiếp trước họ thì làm rất nhiều việc thiện, giống như là bác nông dân kia chăm chỉ làm ruộng cho đến gì, đến ngày gặt gặt lúa. Khi gặt lúa về một cái anh ta thấy là ồ, nhà mình nhiều lúa thế này, ăn bao giờ cho hết, cho nên á thôi nhiều thế này chất đầy hết là thóc lúa hết trong hết cái hòm nọ đến đến bồ kia thế này, hết bồ thóc này đến bồ thóc kia thế này, ăn bao giờ cho hết, có thể ăn thì ăn đến tận 2-3 năm sau mới hết, cho nên thôi ta để ăn hết thì mới làm. Hoặc là anh ta nghĩ gì, ta đã vất vả quá nhiều rồi, bây giờ ta phải hưởng thụ, cho nên á đến vụ sau anh ta không đi làm. Và anh ta lao vào con đường gì, ăn uống nhậu nhẹt. Bình thường ra cái lúa của anh ta có thể gì, nếu chỉ ăn bình thường, chi tiêu bình thường trong gia đình 4-5 người chẳng hạn, hai vợ chồng, 2-3 đứa con, 4-5 người cứ ăn uống chi tiêu bình thường, không có việc gì đột xuất, thì anh ta có thể gì, ăn được khoảng 2 năm chẳng hạn, tôi ví dụ như thế. Nhưng khi anh ta gì, ăn uống chơi bời nhậu nhẹt, cờ bạc lô đề bóng đá cá độ vân vân, bước đầu thì có thể anh ta thử, nhưng dần dần anh ta thử vào nó thành mê rồi. Khi mê rồi thì anh ta gì, anh ta không thể thoát ra được, và anh ta lao vào con đường đó. Các vị nghĩ xem, cái lương thực anh ta dành cho ăn 2 năm nó có còn được 2 năm không? Chắc chắn không được 2 năm nữa, mà có thể gì 6 tháng cũng không đủ nữa đối với anh ta đó. Hoặc có thể 8 tháng, có thể 10 tháng, tùy theo. Anh ta ăn đốt cái gì, ăn chơi quá đà thì nó sẽ hết nhanh. Tương tự như vậy, cái phúc báo của con người ta tạo ra nhiều đời nhiều kiếp về trước, mà đời này kiếp này chúng ta thọ hưởng đó. Có những người, có những kẻ nó làm rất nhiều việc xấu ác, buôn gian bán lậu vân vân, nhưng cuộc sống của nó chúng ta thấy nhờn, vẫn nhờn như ngoài vòng pháp luật. Đó chẳng qua là gì, ví như là cái thóc của anh ta, của anh nhà nông dân kia, nó ăn được 2 năm, nhưng mà bây giờ nó mới ăn được khoảng gì, mới chi tiêu được khoảng 6 tháng. Nó còn khoảng 2-3 tháng nữa nó mới hết. Thì bây giờ thì chúng ta thấy là nó, chúng ta không thấy được cái phúc của nó thì vẫn còn một chút xíu, cho nên nó còn nhờn nhơ ở đó. Nhưng chúng ta thấy tất cả nhân quả Đức Phật đã nói đều không có sai, nhân nào thì quả đấy. Cho nên ở đây
Phật là Phật tử, chúng ta phải nhìn nhận rõ cái điều đó mà tu tập. Ở đây Phật tử nói rằng Phật tử có tụng kinh rồi, cũng giảng tượng Phật rồi, cũng giảng kinh sách rồi, nghe thầy giảng tụng kinh phóng sinh thu phúc vân vân, ngày một tháng đến chùa 2-3 lần để cầu phúc cho gia đình, nhưng mà thấy là con cái vẫn chưa công ăn việc làm. Phật tử này đại ý hỏi là con làm như vậy đã được chưa, con đã đủ chưa? Thì tôi nghĩ rằng mình đừng có bao giờ kể công với Phật là mình đã làm được cái này cái nọ với Phật. Cũng đừng bao giờ kể công mà hỏi rằng con làm như vậy đã đủ chưa. Phúc báo thì mình làm không bao giờ đủ. Chúng ta thấy Phật thành Phật rồi, Phật đã nghĩ để ngồi hưởng cái phúc của mình chưa? Chưa. Phật chưa ngồi hưởng cái phúc của mình, mà Phật gì còn càng gì đem cái phúc của mình để đi độ chúng sinh, cứu giúp chúng sinh, không chỉ trong một thế giới mà gì nhiều thế giới, không chỉ một cõi tam thiên đại thiên thế giới mà gì mà hằng hà cõi tam thiên đại thiên thế giới, phân thân vô số biến khắp mười phương, tùy duyên tùy nguyện để mà phổ độ chúng sinh. Cho nên nay chúng ta tu tập được bao nhiêu công đức, chúng ta gì tự biết trong tâm, cầu Phật chứng và biết cho con thôi. Còn bao giờ mình mà đủ phúc thì tự nhiên gia đình của mình mọi sự sẽ đâu vào đó. Ở đây Phật tử này nói tụng kinh như thế mới có 2 tháng, nhưng ngày tụng được có một thời, tối thì nghe pháp vì bận công việc gia đình, làm ăn bán hàng vân vân. Mà lúc bán hàng thì cái tâm chúng ta gì rất hay tạp, cho nên cái lúc ngồi vào tụng kinh đang ngồi tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, có khi lại nghĩ hôm nay không biết là hàng gì còn hàng gì hết, hàng còn hàng hết kia gì, lo cái để nhập vào ra sao, bán ra ra sao, lo cho mấy cái đứa nhân viên nó bán nó có chôm chỉa tí nào không, vân vân, đủ thứ bài giảng lo trong đó. Cho nên một thời tụng kinh, nói là một thời tụng kinh nhưng chắc gì một tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ, nhưng mình đã được khoảng một nửa thời gian là tâm an ở trong kinh đâu đó. Cho nên điều quan trọng là mình phải giữ cho tâm ý trong sạch, điều quan trọng là phải giữ chọn niềm tin vào Đức Phật, giữ chọn vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh điển, và mình gì mình chỉ cầu nguyện là thôi, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con, cho nghiệp chướng xấu ác, cái hạt nhân xấu ác vô thủy kiếp trước của con sớm được tiêu trừ, cái nhân thiện của con nó sớm được nảy nở, và cái sự khổ đau ở trong đời này kiếp này Phật Bồ Tát gì thấy mà cái nhân thiện con á nó nảy nở, nhân ác tiêu trừ đi, quả thiện dần dần nó lớn lên thì cái hạnh phúc, sự mong cầu ở trong gia đình chúng ta không cầu nó cũng tự đến, không cầu cũng tự đến. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi rằng làm việc như vân vân, như đã hỏi, như là tụng kinh niệm Phật, nghe giảng phóng sinh, đi chùa tháng 2-3 lần như vậy đã đủ chưa? Tôi nghĩ rằng chưa đủ. Thì có thể người ta lại hỏi là thế làm như vậy chưa đủ thì bao giờ cho đủ? Bao giờ cho đủ? Tự Phật tử này sẽ trả lời được câu hỏi của mình. Ví dụ Phật tử cứ nhất tâm tụng kinh tín Phật niệm Phật như vậy, làm những việc thiện như thế, và hai đứa con của mình gì ra trường rồi chưa công ăn việc làm, khi mà hai đứa con ấy, nó nộp đơn nó xin việc và nó đi làm được, có công ăn việc làm ổn định chẳng hạn, thì đó là gì? Đó là đủ cho cái việc mà con cái mình, gia đình mình, một phần nào đó để về phần đó. Còn việc nữa là Phật tử bảo không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vì sao mà không gặp nhiều may mắn? Vì cái phúc báo của mình còn kém vậy. Khi mình tụng kinh tu phúc phóng sinh làm thiện vân vân, đi chùa lễ Phật vân vân đó, cái công đức nó lớn nó dày lên rồi ấy, thì tự nhiên mọi cái đó, vấn đề đó nó sẽ được như ý nguyện của mình. Thì lúc đó nó được đến đâu thì Phật tử này sẽ tự hiểu. Đã, cũng có rất nhiều Phật tử trước khi đến với cái ngôi chùa Khai Nguyên này, họ rất đau khổ vì nhiều thứ, tiền tài của cải thiếu thốn cũng đau khổ, tình cảm vợ chồng sứt mẻ cũng đau khổ, con cái hư hỏng cũng đau khổ, bệnh tật triền miên cũng đau khổ, vân vân. Nói tóm lại là có rất nhiều sự đau khổ khác nhau
khác nhau đến vô lượng vô biên các hoàn cảnh đến đây. Nhưng mà cũng có thì có rất nhiều Phật tử, rất nhiều thiện nam tín nữ từ cái chỗ đau khổ đó họ thực sự hiểu được cuộc đời là vô thường, hiểu được cái quy luật nhân quả và họ nhất tâm họ sám hối cái nhân xấu ở đời trước họ gieo trồng, hiểu được cái cuộc đời là vô thường cho nên gì họ phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật ngay, ăn chay niệm tụng kinh niệm Phật ngay. Thì chỉ một thời gian ngắn thôi, cuộc sống của gia đình họ hoàn toàn là gì thay đổi, những sự thiếu thốn về vật chất cũng dần dần được cải thiện, bệnh tật cũng dần được tiêu trừ, con cái hư hỏng cũng dần gì dần ngoan ngoãn trở lại. Đó, như giảng kinh Địa Tạng thầy thường giảng đến 2-3 lần, không dưới 2 lần. Có một Phật tử ở gia đình ở khu vực quận Ba Đình gần chỗ Lăng Bác, khi còn ở cái nhà cũ ở khu vực nơi khác thì con trai hay rất ngoan, có 2 mẹ con, chồng cũng mất sớm, sinh con ra được mấy tuổi thì ông chồng mất, thì 2 mẹ con vì thương con cho nên bà mẹ ở như vậy để nuôi con. 2 mẹ con sống rất tình cảm. Nhưng từ khi đứa con thi vào đại học, bắt đầu bán nhà để chuyển ra gần chỗ trường học cho con trai đi học đỡ vất vả, mua nhà ở khu vực quận Ba Đình gần chỗ Lăng Bác. Nhưng từ khi cái ngày chuyển nhà về đó cũng là cái ngày gì mẹ con gần như không có sự tiếp cận được với nhau. Mẹ muốn gần con nhưng gì con nó không nghe, nó không chịu. Thậm chí là mẹ bảo là có khi hơn 2 năm trời con học đại học chưa bao giờ mẹ con ngồi ăn cơm chung với nhau, kể cả những ngày giỗ ngày Tết, kể cả ngày giỗ bố nó cúng xong nó lên bảo lên thắp hương, lên thắp nén hương xong nó lại vào phòng đóng cửa. Kể cả ngày Tết có 2 mẹ con vậy, nó cũng chẳng ngồi ăn chung với mẹ nó. Một cái việc, một cái hành động, một cái việc làm nó quái thai như vậy, bà mẹ rất là buồn. Nhưng nói thì nó không nghe, nói thì nó bảo khổ lắm con biết rồi, và nó đóng cửa cả thình và nó ở trong nhà cũng chẳng biết nó làm gì nữa, gọi nó cũng chẳng thưa, mà nói nó cũng chẳng cãi, cứ như vậy lầm lầm lũi lũi như vậy. Và mẹ nó nghĩ rằng gì, có thể con mình bị bệnh tự kỷ, vào học đại học nó nhiều con nó tự kỷ, nhờ một vài nhà chuyên gia tâm lý đến để khám chữa cho nó thì họ bảo không phải tự kỷ, nó bình thường. Sau năm 2015 thì khi bắt đầu mới hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng được một vài tháng thì có người mách thì bà ấy lên, nói là bà nhưng mà chỉ khoảng ngoài 40 tuổi tí thôi, gần 50, trên dưới 50 chút xíu rồi. Bà ấy lên và gặp chúng tôi thì chúng tôi hướng dẫn cho là về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà. Bà ấy làm theo 21 ngày, 49 ngày. Và cũng qua cái ngày 49 đó thì một hôm thằng con nó đến, nó về nó bảo là mẹ hôm nay con nói chuyện với mẹ. Và mẹ nó thấy như vậy thấy rất là lạ, tưởng nó nói cái gì, nó ngồi nói chuyện, ngồi lại tí thì nó này con xin lỗi mẹ. Một thời gian qua là hơn 2 năm qua rồi, con cũng không hiểu là con tại làm sao mà con cứ sống nó như thế. Thế bây giờ thì tự nhiên là con suy nghĩ là con thấy là con có lỗi, và con nhận lỗi với mẹ, và từ ngày mai trở đi mẹ thổi cơm xong thì mẹ chờ con, mẹ gọi con, 2 mẹ con ăn cơm. Mẹ nghe nói câu đó mẹ nó từ rưng rưng và nước mắt và khóc òa đến ôm lấy đứa con, 2 mẹ con ôm nhau, và từ đó trở đi gia đình lại tiếp tục được đầm ấm và hạnh phúc như trước. Đó, cho nên thế cái đấy là cái gì tác động tôi không dám khẳng định là cái gì tác động, nhưng mà từ trước đây ở cái nhà cũ thì 2 mẹ con vẫn là rất hạnh phúc, thi vào đại học một cái chuyển về bán cái nhà cũ mua cái nhà mới gần trường học của con để con đi học nó gần hơn, về nhà cũng có điều kiện chút xíu, thì con nó lại như vậy. Nhưng khi mà có người mách lên chùa Khai Nguyên xin thỉnh kinh Địa Tạng rồi về mà đọc tụng ở nhà được qua 49 ngày thì tự nhiên con nó như thế. Đó là gì? Tự người ta cảm nhận được là tội hết và phúc sinh, nghiệp xấu ác gì, nhân xấu ác đã gì, đã qua, và cái quả ngọt chín mùi gì đã tới. Tự họ biết, tự họ cảm nhận thấy. Cho nên ở đây tôi mới nói là Phật tử này gì,
chưa đủ là như, vì sao chưa đủ? Vì Phật tử còn khẳng định là còn chưa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, như con cái chưa có công ăn việc làm, mặc dù học hành đến nơi đến chốn cả hai đứa. Thì đây có nghĩa là quả ngọt chưa gì, chưa chín mùi. Đây mới chỉ ở trong giai đoạn mà có thể là trái nó mới gì, mới chắc xanh, hoặc là nó gần gần chín thôi. Phật tử này cố lên một chút nữa, mà phải giữ chọn cái niềm tin, đừng có thoái chuyển. Đừng có nghe hôm nay người này nói thế này, mai người nói nó thế kia, nói thế kia mà thoái chuyển. Hôm nay mình đang tụng kinh Địa Tạng, mai nghe một sư nào đó hay là một Phật tử nào đó nói ôi giời tụng kinh Địa Tạng không tốt bằng kinh gì Pháp Hoa đâu, tụng kinh Pháp Hoa tốt hơn, thì lại bỏ Địa Tạng đi Pháp Hoa. Hay là có người đến nói ôi giời tụng kinh Địa Tạng không bằng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, trở thành một vị đại Bồ Tát, sẽ thành Phật ngay trong một đời. Tụng kinh Địa Tạng là đi con đường gì, đường vòng, còn tụng kinh Vô Lượng Thọ là đi con đường tắt. Nghe họ nói như vậy lại bỏ kinh Địa Tạng chạy theo tụng kinh Vô Lượng Thọ, vân vân và vân vân. Đó gọi là gì? Đó gọi là không giữ chọn niềm tin. Niềm tin là quan trọng nhất. Niềm tin vững vàng là quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai là phải chân thành để mà gì? Mà lễ Phật, niệm Phật, sám hối, tụng kinh. Cộng thêm việc lành ở bên ngoài đó là phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, làm việc thiện, nghe giảng pháp để cho mở mang kiến thức trí tuệ Phật học của mình. Mở mang rồi thì phải gì? Phải thực hành theo. Thì đó mới đem lại lợi ích an lạc thật sự trong cuộc sống. Chứ còn mở mang rồi thì vẫn bỏ đấy, không làm theo thì chẳng giải quyết được cái gì cả. Thì giống như chúng ta ghi bài giảng vào trong gì, trong cái đĩa CD hay là cassette mà thôi, băng cassette hoặc đĩa CD mà thôi. Nếu chỉ ghi vào đó mà bỏ đấy thì nó vẫn nằm ở đấy. Điều quan trọng chúng ta phải mở ra để nghe, chúng ta mới cảm nhận được gì, những cái lời hay ý đẹp ở trong gì, băng giảng, ý giảng mà người khác ghi, các thầy giảng của chúng ta ghi vào trong đó đấy. À, tương tự như vậy. Cho nên xin trả lời câu hỏi của Phật tử đó như vậy. Thôi thì hãy cố gắng lên nữa. Nói tóm là hãy cố gắng lên, đừng có thoái chuyển tâm Bồ Đề. Ngày mới tụng được một thời thì cái lúc bán hàng á, thì nên niệm Phật, nên niệm danh hiệu của Ngài, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, hoặc là niệm danh hiệu Quán Âm được, danh hiệu Địa Tạng được. Bây giờ đang tụng kinh Địa Tạng thì cứ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát được. Cứ niệm danh hiệu Ngài. Rồi mọi chuyện thì dần dần nó sẽ gì? Nó sẽ tốt thôi. Một Phật tử nữa hỏi, câu thứ hai Phật tử nó hỏi: hôm trước con có lên chùa làng con cúng dường, thầy chùa có bảo con về nhà một tuần tụng kinh Phổ Môn, một tuần tụng kinh Dược Sư để gặp may mắn, thầy cho con lời khuyên con nên tụng kinh gì để dạy để gia đình nhà con được bình an và may mắn. Cũng không nên như thế. Phật tử đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng thì cứ tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng với kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, vân vân. Khi tâm chúng ta mà nhiếp tâm vào một bộ kinh thì công đức tụng kinh nào cũng như nhau hết. Nhưng mà giáo nghĩa ở trong bộ kinh thì nó có khác nhau. Có nghĩa cái giáo lý Đức Phật dạy trong mỗi kinh thì có khác nhau, nhưng công đức nhất tâm thọ trì đọc tụng thì như nhau, như nhau không có khác. Nhưng mà khi chúng ta học á, thì có thể tùy theo cái giáo nghĩa thấp cao mà chúng ta chỉ phân ra để học thôi. Ví dụ kinh Địa Tạng, Đức Phật chỉ dạy cái nền tảng của đạo hiếu, dạy về luân thường đạo lý, dạy về phần làm con, phần làm người. Phần làm con người chúng ta phải đối đãi với gì? Với chúng sinh như thế nào? Phần làm con á, thì phải đối với ông bà cha mẹ tổ tiên ra sao? Thì cái đó chúng ta học ở trong đó. Xin thưa các quý vị, chúng ta học thuộc lòng kinh Địa Tạng, có thể là người thông minh có thể đọc vài lần là thuộc kinh Địa Tạng. Nhưng thuộc lòng kinh Địa Tạng á, đã khó. Nhưng mà làm theo kinh Địa Tạng á, thì cả một đời này vẫn chưa làm được. Thậm chí làm gì? Làm cả nghìn đời, nghìn kiếp theo, hàng vạn kiếp cũng chưa làm được. Không phải dễ đâu. Làm trọn vẹn được theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Lời dạy trong kinh Bồ Tát Địa Tạng nói, có thể chúng ta trải qua gì? Hàng A Tăng kỷ kiếp chưa chắc đã gì? Đã làm trọn vẹn được. Vì tất cả mười phương ba đời chư Phật đó, đều từ kinh này gì? Mà thành Phật. Đều từ kinh này mà gì?
thoát ly tam đồ chúng khổ, đều từ kinh này mà dùng nhân duyên làm con thuyền để phổ độ chúng sinh ở trong gì, tam giới, ở trong ba đường khổ ác đạo. Đó. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng á, đây là một cái bộ chân kinh, chúng ta thấy là bản nguyện, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chứ địa ở đây là địa có nghĩa là đất, tạng có nghĩa là gì? Là cái kho, cái kho tàng. Ở trong a, trong duy thức học gọi là chủng tử, gọi là a lại gia thức. Cho nên ở đây cái từ giải thích cái Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải là bình thường đâu các quý vị. Nếu mà giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ, chính xác theo giáo lý của Đức Phật, Địa Tạng chứ này, chính là cái đất tâm của mỗi mỗi chúng sinh, mỗi mỗi chư Phật cũng từ cái đất tâm của chúng sinh đó mà thành vậy. Quan trọng lắm. Tất cả hạt giống Bồ Đề từ được gieo ở trong gì? Gieo ở trong cái mảnh đất tâm Địa Tạng Vương đó. Bồ Tát là gì? Bồ Tát chỉ là một danh từ, chỉ là một danh từ. Ở trong tiếng Phạm này là nói đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoà, tức Bồ Tát. Nói tiếng Phạm đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Tiếng Trung Hoa dịch là gì? Là giác hữu tình. Nghĩa của Việt Nam chúng ta hiểu là tức là giác ngộ cho các loại chúng sinh được giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Các loại chúng sinh đang mê mờ, đem chân lý, tìm mọi phương tiện để giáo hóa cho họ được giác ngộ, được giải thoát, đó gọi là giác hữu tình. Đấy gọi là gì? Phiên âm từ Bồ Tát, tiếng Phạm là Bodhisattva, và tiếng Trung Hoa dịch là giác hữu tình. Đó, cho nên chia sẻ ngọn nguồn của cái danh từ Địa Tạng Vương Bồ Tát ra, chúng ta thấy là không phải là đơn giản. Cho nên chúng tôi mới nói là tất cả mười phương ba đời chư Phật từ kinh này mà gì? Mà thành tựu. Mười phương ba đời chư Phật từ kinh này mà phổ độ rộng khắp chúng sinh là như thế. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là khuyên Phật tử này là không cần là phải một tuần tụng kinh Phổ Môn, không cần là một tuần phải tụng kinh Dược Sư để cho gì? Để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mà cứ chuyên nhất một bộ kinh này khoảng một thời gian, chúng ta phát nguyện dài dài một chút, một năm hoặc ba năm, năm năm, mười năm, vân vân. Bao giờ mà chúng ta thấy không chỉ học thuộc lòng bộ kinh này mà chúng ta còn phải thực hành được gì? Được rất nhiều những lời Đức Phật dạy ở trong kinh này đã, đem áp dụng vào cuộc sống chúng ta làm được đã, thì chúng ta mới gì? Mới chuyển sang bộ kinh khác. Đó. Chúng ta học là phải hành, học phải đi đôi với hành. Đó. Cho nên ở ngoài đời gọi là học phải hành, học đi đôi với hành. Còn ở trong đạo gọi là tu tập. Tu có nghĩa là gì? Là sửa. Sửa cái gì? Sửa những cái thói hư tật xấu của mình trước đây khi chúng ta chưa học Phật, chưa tu Phật. Thói hư tật xấu đó là gì? Có rất nhiều, như là tham, tham lam. Tham thì Đức Phật nói là gì? Có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực và tham thủy. Tài là gì? Tài thì là tiền tài, là của cái. Sắc là gì? Sắc là sắc đẹp. Nam thì ham mê sắc nữ, nữ thì ham mê sắc nam. Hoặc là gì? Hoặc ham mê những gì? Ham mê những cái đồ dùng phải là đẹp mắt, thuộc về sắc, như là phải thích bộ quần áo đẹp, mái tóc đẹp, kiểu tóc đẹp, làn da trắng, vân vân chẳng hạn. Cái túi xách đẹp, cái đôi dép gì đẹp, vân vân. Cái đồng hồ đẹp, vân vân, vân vân. Cho nên đấy gọi là từ con mắt, chúng ta nhìn thấy cái gì đẹp mà chúng ta thích đó, gọi là tham gì? Tham sắc. Rồi cái sau tham sắc thì tham danh. Danh tức là tiếng khen. Chỉ thích người ta khen mình. Ai mà chê mình một cái là như là động vào tổ kiến lửa vậy. Tâm sân, tâm hận ầm ầm nổi lên. Thậm chí là không kìm nén được, chửi bới, đánh đập, thề bồi, cái cọ, đôi co lại với gì? Với người ta. Đó là mình mất điểm rồi. Đó gọi là
gọi là tham danh, thì nó khiến cho con người ta không nhìn ra được cái chân lý sự thật. Vì sao? Vì những người mà nói những lời thật với mình á, thì mình thường hay ghét họ. Những người nói lời xu nịnh thì chúng ta gì? Yêu thích và muốn nghe. Cho nên á, rất khó để nhận chân được cái các sự vật hiện tượng chung quanh chúng ta ở trên cuộc sống này. Hay nói tóm lại là không nhận ra được chân lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật đã nói ở trong cuộc sống này. Tham thực. Thực là gì? Thực tức là thức ăn. Tiếng Hán là gọi là thực, tiếng Việt Nam chúng ta gọi là ăn. Tham thực tức là tham ăn. Tham ăn cái gì đây? Tham ăn ngon. Chúng ta cứ nghĩ lại xem chúng ta hết tham ăn ngon chưa? Hết chưa? Hết chưa? Tụi chúng ta hiểu mà. Đức Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả nói này, tất cả chúng sinh đều có một cái lòng mong muốn, bất cứ là loại chúng sinh nào, đó là mong muốn gì? Mong muốn được sống. Và Đức Phật cũng nói thêm là tất cả các loại chúng sinh hữu tình đều có một sự lo sợ. Lo sợ gì? Lo sợ phải chết, lo sợ bị chết và lo sợ chết. Nói tóm lại lo sợ chết. Và tóm gọn lại Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có một gì? Đều có một lòng ham sống và sợ chết. Tức là mong cầu được sống và gì? Sợ cái chết. Nhỏ như con trùng, con kiến, nó cũng gì? Mong cầu, ham sống và sợ chết. Lớn như con người, con trâu, con bò, con voi, vân vân, cũng có gì? Có lòng mong cầu, ham sống và sợ chết. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói rằng á, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy, như vậy là chúng ta thấy Đức Phật đã thọ ký rồi, cho tất cả các loài chúng sinh đều có thể thành Phật. Nay chúng ta vì tham ăn, chúng ta sẵn sàng gì? Giết hại những vị Phật tương lai để ăn thịt, ăn cho khoái khẩu, ăn cho sướng miệng. Ăn một cách gì? Một cách nấu chưa gì? Chưa đã, mà là còn phải thích ăn gì? Cách nướng. Ăn cách nướng chưa thấy gì? Chưa thấy thoải mái cái gì? Cái khẩu vị của mình là gì? Thích ăn gì? Ăn xào, ăn rán, đủ thứ. Chúng ta muốn chế biến ra đủ thứ để cho gì? Để phục vụ cho cái khẩu nghiệp của chúng ta, cái khẩu vị của chúng ta. Đó, cho nên tham thực dẫn cho con người ta vào chỗ gì? Đọa xứ mà không biết. Người đời họ cứ nghĩ rằng á, con vật sinh ra ở trên đời này là để phục vụ gì? Phục vụ cho con người. Con lợn, con gà, con cá, con chim vân vân á, nuôi ở trong gì? Trong lồng, trong chuồng, trong nhà đó, trong trại đó, là để phục vụ cho đời sống của nhân sinh chúng ta. Rồi một ngày nào đó các quý vị sẽ thấy gì? Khi mà đọa vào trong A Tỳ địa ngục hay là các loại địa ngục rồi, các quỷ vương ở trong đó nó chỉ vào nó bảo con người của các ngươi sinh ra là để cho gì? Cho chúng ta đâm, chúng ta chém, chúng ta gì? Chúng ta ném vào vạc dầu sôi. Chúng ta nghĩ sao đây? Các quý vị nghĩ xem, một lúc nào đó, như trong kinh Đức Phật nói là có lục đạo luân hồi. Chúng ta phải tin lời Phật là có lục đạo luân hồi. Phật không bao giờ nói sai. Mười phương ba đời chư Phật không bao giờ nói sai. Không bao giờ lừa gạt chúng sinh, hay không bao giờ hăm dọa chúng sinh cả. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Vì vậy Phật nói là có địa ngục, chúng ta phải tin chắc là có địa ngục. Địa ngục ở đâu? Từ tâm đau khổ của chúng ta, từ tâm và thân chúng ta, tức là từ ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Ba cái nghiệp này, thân, khẩu, ý này, từ ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta tạo tác như việc ác. Nhân ác chín muồi, quả ác gì? Liền hiện ra. Tâm chúng ta thấy đau khổ, lo lắng, thì đó chính là gì? Đi vào nơi khổ đau, đọa xứ, cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hiện lên.
chứ không phải do Phật Bồ Tát, hay là không phải do thiên ma, hay là không phải do gì Diêm Vương, hay là không phải do Ngưu Đầu Ngục Tốt xây ngục như ở thế gian chúng ta này đâu. Thế gian chúng ta gì, do con người chúng ta xây nhà tù. Nhưng mà cảnh giới địa ngục Đức Phật nói do tâm tưởng tạo ra. Nói như vậy nó hơi trừu tượng một chút. Tôi lấy một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu. Chúng ta bảo có đau khổ không? Các Phật tử và các quý vị thiền nam tín nữ, các bạn trẻ, chúng ta nghĩ rằng, chúng ta nghĩ rằng có đau khổ không? Tôi hỏi bạn trẻ này có thể nói là thưa thầy không có đau khổ. Tôi hỏi vì sao mà bạn nói không có đau khổ? Thưa thầy, từ khi cha mẹ con sinh ra cho đến hôm nay, con đã gì 20, 22 tuổi đầu là sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 rồi. Con chưa từng gì, chưa từng bị ốm đau, tức là không có khổ về thân. Con chưa từng bị phiền não, vì bố mẹ con lúc nào cũng cung chiều, cũng yêu thương con. Con chưa vì bị nghèo đói, vì con, bố mẹ con cung cấp tiền của cho con đầy đủ từ khi còn gì, còn bé cho đến hôm nay. Con không túng thiếu một cái gì, vân vân và vân vân. Cho nên á, bạn nói là thưa thầy con không thấy đau khổ. Nhưng mà bạn bên này bạn bảo đó, thưa thầy thực sự cuộc sống có đau khổ. Thế tôi hỏi vì sao mà bạn lại bảo thực sự cuộc sống có đau khổ? Bạn nói rằng thưa thầy, từ khi con lọt lòng đến nay, cha mẹ con suốt ngày gì cãi nhau, chửi nhau, thậm chí đánh nhau. Trong bữa cơm, thậm chí là gì? Gia đình cũng không được yên vui và hạnh phúc để ăn một bữa cơm chót lọt, không có tiếng chửi nhau, cãi nhau. Đó là gì? Đau khổ về, về gia đình. Con thấy gì? Rất phiền não, rất đau khổ. Con đã khuyên mẹ, khuyên cha hòa thuận với nhau, nhưng cả cha mẹ đều không nghe, mà thậm chí còn quay lại chửi con, thậm chí là gì? Đánh con nữa. Con thực sự thấy cuộc đời này gì? Có đau khổ hiện hữu ngay trong gia đình con. Từ khi sinh ra, bạn bè của con học hành có gì, mỗi khi vào năm học các bạn có bộ quần áo mới, có đôi dép mới, có cái cặp sách mới và có những quyển sách mới. Còn con ấy thì gần như từ khi lớn lên cho đến bây giờ chưa năm nào được gì vào trường, vào lớp được gì, được cái cặp sách mới, được quyển sách mới, được bộ quần áo mới, được đôi dép mới, vân 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 vân. Cho nên cái gì con cũng thiếu thốn. Bao giờ con cũng là người đội sổ về gì, về đóng học, thường bị cô giáo là nhắc nhở suốt ở trên trường, trên lớp, bạn A bạn B đến nay về xin tiền đóng học sao vẫn chưa, thầy cô bảo hết hạn đóng học mà vẫn chưa đóng học. Vì sao? Vì bố mẹ nhà con nghèo. Cho nên con thấy thực sự cuộc đời này là có đau khổ, là có sự thiếu thốn, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy hai cảnh giới, hai con người, vẫn là hai con người cùng trong một đất nước này, ở ngay cùng một thời điểm. Nhưng mà có người này thì nói gì? Bạch thầy, con thấy cuộc đời này không có đau khổ. Còn người bên này thì nói, bạch thầy, cuộc đời này gì? Thực sự có đau khổ. Vậy đau khổ ở đâu? Bảo cái hình tướng của cái cô bé bên này hoặc cậu bé bên này thì phải con lôi cái tướng, cái hình tướng đau khổ ra để xem. Nó tìm đi tìm lại, nó bảo không thấy hình tướng đau khổ đâu. Chỉ thấy gì? Con thấy gì? Đau khổ trong tâm mà thôi. Hỏi cái cô bé này thấy ăn vui, bảo nó tìm cái hình tướng của ăn vui ra xem, hạnh phúc ra xem. Tất nhiên nó không tìm được. Cho nên đau khổ không có hình tướng, vui vẻ cũng gì cũng không có hình tướng. Vậy mà con người ta, hai thế giới, khổ đau và an vui hạnh phúc đó, chúng ta thấy hoàn toàn gì? Do cảm nhận của mỗi cá nhân một con người. Và chúng ta thấy ngay bản thân chúng ta, nếu chúng ta cũng đem gì, đem một cái lúc nào đó mà gia đình chúng ta có chuyện, hoặc cụ thể một lúc nào đó, hoặc chúng ta ốm đau, bệnh tật chẳng hạn, vẫn là con người chúng ta, vẫn tâm thân này, vẫn trái tim này, vẫn bộ khối óc này, vân vân. Nhưng tại sao lúc đó chúng ta gì? Nếu nằm bệnh trên giường, chúng ta thấy đau khổ vì không được tự do tự tại, đau khổ vì thân chúng ta gì? Nó đau chỗ tay, hoặc đau chỗ chân, hoặc đau gì chỗ lưng, hoặc đau chỗ đầu, hoặc đau chỗ bụng, vân vân. Chúng ta thì đau khổ vì nó. Hoặc một cái nữa, tôi lấy một cái ví dụ. Ví dụ như cái chuyện một đôi nam nữ yêu thương nhau chân thành, nhưng mà bố mẹ gì,
bố mẹ của một bạn nam, một bạn nữ không đồng ý cho lấy nhau chẳng hạn, cản trở nhất định không thì không cho lấy nhau, không cho đến với nhau, mà ép phải gì, phải bỏ nhau chẳng hạn, thì chúng ta thấy cả hai bạn trẻ đó đều gì, đều đau khổ, đau khổ đến tột cùng. Người xưa nói không có một sự đau khổ gì nói trên thế gian chúng ta nhé, không có một sự đau khổ gì bằng gì, bằng sự đau khổ của người thất tình. Chúng ta thấy có khi bố mẹ chết nó đau khổ đấy, nhưng mà nó không đến nỗi để đau khổ đến như là gì, như kẻ thất tình đâu. Bố mẹ chết đó, nó chỉ đau khổ, nó khóc tu tu và nó nói, bố ơi mẹ ơi con thương lắm, thì thế này khác. Nhưng mà thất tình nó gì, nó sẵn sàng nhảy sông, nhảy cầu, nhảy lầu để uống thuốc chuột để tự tử, thắt cổ để tự tử. Chúng ta thấy có rất nhiều những gì, những kẻ si tình, thất tình, nhảy sông, nhảy cầu, nhảy lầu thì uống thuốc chuột để tự tử vân vân. Nhưng mà bố mẹ chết đó, là cái sự đau buồn, đáng lẽ nó phải là đau buồn nhất, nhưng có thể nó chỉ khóc qua loa một vài ngày lại xong, nó lại cười đâu vào đấy, nó lại cười tươi đâu vào đấy. Nhưng mà thất tình có khi năm này qua năm khác nó thì nó chưa hết. Những kẻ si tình có khi cả cuộc đời nó chưa hết được, nó chưa quên, chưa hết được. Thì cái đau khổ đó có hình tướng không? Bảo lấy cái đau khổ kẻ thất tình ra để tôi xem, chắc chắn không ai lấy được. Vậy địa ngục ở đâu? Địa ngục ở chỗ đó. Địa ngục chính là ở cái chỗ đó. Đối với kẻ không si mê, không thất tình ấy, thì họ có đau khổ với chuyện đó không? Không. Đối với người có trí tuệ là thôi, đấy là nhân duyên. Hai người yêu nhau mà cha mẹ thì không cho lấy thôi, ra quán uống cà phê với nhau rồi thôi, cha mẹ không đồng ý, thì chúng ta có yêu nhau thì cũng không đến được với nhau thì thôi, chúng ta thì không thành duyên. Vợ chồng thì chúng ta là bạn với nhau. Những người có trí tuệ họ như vậy, họ xử sự với nhau như vậy, chúng ta là bạn. Hai người bắt tay nhau là bạn, và mong cầu chúc cho gì, anh sẽ tìm được một người con gái mới. Người con trai nói là gì? Cầu chúc cho em cũng tìm được một người gì, bạn trai mới, và chúng ta làm bạn với nhau. Tất nhiên cái việc đó thật khó, nhưng mà người có trí tuệ, người có dũng khí, cũng có người làm được điều đó. Có người làm được điều đó. Thì chúng ta thấy địa ngục không có ở trong gì, ở trong tâm của họ. Người có trí tuệ, có dũng khí, họ gì, họ sẵn sàng gì, vì họ cảm thấy là không thể, bố mẹ hai bên không cho, họ thấy cảm thấy như thế, không thể cưỡng lại được bố mẹ. Họ nghĩ cái đạo hiếu là đặt lên trên hết, vân vân chẳng hạn. Hai đứa gì, sẵn sàng là thôi, hai người đi tìm cho mình một nửa đời còn lại khác và qua nhau như người bạn. Thì cái trường hợp đó họ dùng trí tuệ, dùng lý trí để vượt qua cái tình cảm nam nữ si ái đó. Rồi một thời gian cả hai đều tìm được cái nửa bên kia của mình. Vậy là họ gì? Họ không bị khổ đau ở trong địa ngục tình ái. Còn kẻ si tình kia thì cứ vẩn vơ si tình thì khổ đau trong địa ngục tình ái. Đấy gọi là địa ngục trần gian đó các quý vị. Thì ở trên trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói địa ngục là không phải do Phật, hay cũng chẳng phải do gì, Diêm Vương, thập điện Diêm Vương hay là ma quỷ tạo ra, đều là do tâm mình tự cảm lên. Cho nên chúng tôi mới nói rằng nếu mà chúng ta mà cứ tạo tác bởi cái khẩu nghiệp thích ăn gì, ăn ngon, giết hại chúng sinh mà ăn. Như kinh Địa Tạng nói là chính là mẹ của tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, hai đời, kể về hai đời, hai kiếp, hai tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đều có người mẹ gì? Người mẹ ác, thích nói lời ác, thích hành động ác, và đặc biệt là thích ăn gì? Thích ăn máu huyết, trứng thịt của các loại chúng sinh, chim cá ba ba vân vân, cua ếch nhái vân vân, lại thích ăn những cái loại như thế. Không chỉ như vậy mà còn thích ra thì ăn trứng của các loại đó nữa. Cho nên sau khi chết đi, bà bị đọa vào đại địa ngục. May là có gì, có đứa con của mình là hiếu thảo, nghĩ đến công ơn sinh thành vô lượng vô biên như trời bể mà gì, mà thân thừa đỉnh lễ cung kính cúng dường các đức Phật, cầu nguyện các đức Phật gì chỉ cho phương pháp để tu hành, để siêu độ mẹ mình. Và Địa Tạng này phải tu hành phát đại nguyện thì mới gì cứu độ được mẹ mình đó. Cho nên cái khẩu nghiệp về gì? Về ăn uống gọi là thực á, nó đem lại cho chúng ta rất nhiều những tác hại nếu như chúng ta không biết gì, không biết kiềm chế nó.
có những vị đi lại đi nói rằng bạch thầy, chúng con thấy một số các sư, các hòa thượng, các đại đức tăng ni nói là gì, trong giới luật của Đức Phật dạy là không bắt buộc phải ăn chay trường, và dẫn một số những cái bộ kinh nguyên thủy và một số các kinh điển ra, kinh luật ra để nói là Phật không dạy, không bắt tăng ni Phật tử phải ăn trường. Đúng thế, Phật có bắt đâu, Phật không có bắt. Chúng ta thấy là quả thật là nói đúng, Phật không có bắt. Nhưng điều quan trọng Phật chỉ nói về công đức của việc ăn chay sẽ như thế nào, và tội báo của người ấy ăn thịt sẽ ra sao. Và tự chúng ta gì, chúng ta suy nghĩ cân đong đo đếm rồi suy lượng lấy là gì, ăn chay ăn thịt đó là quyền chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ là gì, ăn chay là gì, là yếu. Hòa thượng Tịnh Không ngày ăn chay thì mấy chục năm nay, năm nay ngài 89 tuổi rồi, mỗi một ngày ngài vẫn giảng, lên tòa pháp ngài giảng 2-4 tiếng đồng hồ cho tín đồ Phật tử và tăng ni Phật tử đồng tu khắp thế giới. 89 tuổi ngài vẫn bước đi trên đôi chân của mình vững vàng như một người trung niên 45-50 vậy. 89 tuổi ngài vẫn lên giảng, vẫn đọc sách, vẫn không phải đeo kính, vẫn đọc sách bình thường như thanh niên 20 tuổi. 89 tuổi trí tuệ của ngài vẫn không hao mòn một chút nào. 89 tuổi không có tật bệnh, không có phải đi viện để chữa bệnh gì như chúng ta. Ngài ăn chay, ngài tụng kinh, niệm Phật và giảng pháp. Cả đời của ngài gì, từ khi xuất gia này ăn chay trường, học Phật, niệm Phật, tụng kinh và giảng pháp. Rồi có rất nhiều người nữa cũng ăn chay, nhưng họ đâu có yếu. Chúng ta chỉ mất một thời gian đầu đó thôi, do cái thân thể của chúng ta nó chưa quen. Nó chưa quen, giống như từ nóng ra lạnh, từ lạnh vào nóng ấy, kiểu như thế. Thì bắt đầu ấy, khi người đang ăn mặn thì chúng ta chuyển sang ăn chay một vài ngày đầu, một vài tháng đầu thì chân tay nó cứ run run này. Nó hơi đuối sức một chút và hơi gầy một chút, nó cứ run run như thế này. Và chúng ta nghĩ rằng ăn chay yếu thế này thì không thể làm được việc. Ăn chay thế này thì không đủ sức khỏe, ăn chay thế này khéo mà chết sớm, vân vân. Nhưng ăn chay đúng cách, đầy đủ các chất, rau dưa, củ quả nó cũng đầy đủ các chất hết. Chúng ta ăn chay một cách mà khoa học á, thì cũng đem lại sức khỏe chúng ta cũng không kém gì người ăn mặn bình thường. Mà thậm chí chúng ta còn ít bệnh tật nguy hiểm hơn là người ăn mặn bình thường. Chúng ta thấy ăn mặn bây giờ có khi gì, lại bệnh, gặp những căn bệnh quá ác nhiều hơn và gì, chết nhanh hơn. Chúng ta thấy căn bệnh ung thư, các loại ung thư, các nhà khoa học, các nhà gì, các nhà y tế, họ nói rằng á, những người làm ngành y tế họ nói rằng 65-75% là gì, các căn bệnh ung thư do gì, do đường ăn uống mà gì, mà vào, mà thành. Đó. Chỉ còn 25-30% là gì, do các yếu tố khác bên ngoài tác động khiến cho bệnh nhân đó mắc căn bệnh ung thư mà thôi. Còn 65-70% thậm chí đến 75% những người mắc các căn bệnh ung thư bây giờ đều do ăn uống mà thành, tức là đều do miệng mà sinh ra. Chúng ta cứ nhìn lại đi, các loại hóa chất, hóa chất cho đủ vào gì, đủ vào các thứ, đặc biệt là các loại rau củ quả và các loại thịt cá bán ở trên chợ, trên thị trường bây giờ. Cho nên những cái loại chất độc đó nó gì, nó chưa kịp ngấm hết đi, chúng ta lấy thuốc tăng trọng để nuôi con lợn, nuôi con cá, nuôi con gà, nuôi con vịt vân vân chẳng hạn. Nó ăn vào nó chưa kịp tiêu hết, chúng ta đã đè nó ra, giết nó, mổ thịt và ăn. Và cái loại thuốc đó gì, chúng ta còn nấu chín đến 200-300 độ, thậm chí đến 1000 độ, nấu sủi nấu sôi đến hàng nghìn độ nó cũng vẫn chưa chết, nó không mất đi, vì nó không phải là một loại gì vi khuẩn. Mà có thể nó làm gì,
một cái loại chất hóa học nó vào trong cơ thể chúng ta, vào cơ thể con lợn có thể nó kích thích cho con lợn béo phù lên, nhưng mà cơ thể con người chúng ta, cái cấu trúc tế bào của con lợn và con người chúng ta nó có chỗ khác biệt, có nhiều chỗ khác biệt, cho nên vào có thể gì, nó không làm con người ta béo phù lên mà nó gì, nó động về một chỗ, động về một chỗ đó là chính là cái khối bào, cái khối gì? Ung thư đó, cái khối tế bào đóng lại với nhau đó là ung thư đó. Cho nên chúng ta cũng phải xem xét. Vì vậy mà cái khẩu nghiệp ăn uống bây giờ chúng ta giữ được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi rất mừng là ở Hà Nội, thành phố Hà Nội, thủ đô chúng đất nước Việt Nam chúng ta, trong khoảng 5 năm trở lại đây có rất nhiều những quán chay mọc lên khắp các phố, các ngõ ngách ở thủ đô Hà Nội. Nhưng khoảng 10 năm trước khi chúng tôi đang đi học á, tìm cả quanh quận Hoàn Kiếm chỉ được có 2 quán chay. Nhưng bây giờ quanh quận Hoàn Kiếm hay quận Ba Đình bây giờ có rất nhiều quán chay. Mà quán chay nào mở lên cũng đông khách. Là không chỉ phải các sư và các Phật tử đi ăn chay. Và bây giờ ở ngoài đời gì, già trẻ gái trai đều dắt nhau đi ăn chay, chay hết. Đặc biệt là gì, các cô, các cậu còn trẻ trẻ đông trong độ tuổi 20, 30, 40 trở lại ăn chay rất nhiều. Ngày xưa bảo có các bà già mới đi, mới ăn chay. Đi chùa tụng kinh niệm Phật mới đi ăn chay. Mấy thầy chùa mới đi ăn chay. Hay là mấy người Việt Nam tụng kinh niệm Phật cốc cốc lên chay. Bây giờ các vị chúng tôi có những một vài lần đến đi đại hội hay đi công tác vào quán chay đó, chúng ta thì cả người nước ngoài cũng ăn chay. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng cho gì, không chỉ Phật giáo mà đáng mừng gì là giới trẻ ở Việt Nam bây giờ biết ăn chay khá nhiều, đặc biệt khu phía Bắc bây giờ mới bắt đầu thay đổi, còn phía Nam á thì họ ăn chay từ lâu rồi. Truyền thống của phía Nam, ngày mùng 1, ngày rằm, những ngày chay, những ngày ăn chay ở trong Phật giáo và các tôn giáo bạn cũng vậy, họ cũng ăn chay rất nhiều. Chúng tôi nghe các thầy về nói cái ngày mà ăn chay, một ngày đặc biệt là mùng 1, ngày rằm, ở trong miền Nam đi ra chợ để khó mua được một con cá. Nhà có khách muốn ra chợ mua con cá để đãi khách, có khi đi hàng mấy chợ chưa mua được con cá để đãi khách, vì những ngày đó họ chỉ bán đồ chay, mà dân chỉ ăn đồ chay. Chiếm đến 98-90% người như thế. Trừ vào quán hàng mặn thì mới có thôi. Còn thì muốn mua ra chợ mua về nhà những ngày đó không bán. Đấy. Mà những người bán những ngày đó họ cũng ăn chay luôn. Những cái người bán thịt bán cá những ngày đó họ cũng ngừng bán thịt bán cá, họ chuyển sang ăn chay. Họ cũng gì cũng biết được nhân quả tội phúc. Họ cũng biết sợ đấy. Chứ không phải là chúng ta nghĩ là họ không biết sợ đâu. Cũng biết sợ, nhưng vì cuộc sống mưu sinh cho nên họ cố phải làm thêm một thời gian nữa để nuôi con ăn học hay là ổn định kinh tế gia đình, xong mới chuyển ngành nghề khác, họ biết đấy. Cho nên những người đó những ngày chay họ cũng không bán, mà cũng không bán những đồ đó mà họ cũng quay lại đi ăn chay luôn. Đó. Nhưng miền Bắc chúng ta thì bây giờ mới nhen nhúm cái vấn đề là gì? Già trẻ gái trai mùng 1 ngày rằm và những ngày gì? Những ngày 10 ngày ăn chay trong kinh ấy, thì họ dẫn nhau đi ăn chay. Thậm chí là giới trẻ bây giờ chẳng phải là người học Phật tu Phật họ cũng gì? Dẫn nhau đi ăn chay cho đỡ béo, để giảm cân, để được xinh đẹp. Thôi cũng được, phương tiện. Họ muốn đỡ béo, muốn giảm cân, muốn xinh đẹp và thôi được. Nếu mà ai muốn đỡ béo, muốn giảm cân, muốn xinh đẹp thì cứ ăn chay cả đời, mà Phật Bồ Tát cứ cho họ đẹp, xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng ưa thì càng tốt. Chúng ta thấy gần đây có một số những diễn viên, người mẫu vân vân nổi tiếng ở trên thế giới cũng như Việt Nam gì, bắt đầu chuyển sang ăn chay trường. Có rất nhiều những vị như vậy. Cho nên là cái nghiệp về khẩu gọi là gì? Tài sắc danh thực ấy. Thực tức là ăn uống, tôi nói hơi nhiều một chút như vậy để cũng là để sách tấn động viên khuyến cáo chúng ta, ai mà còn thích gì ham mê những cái nhục dục của chúng sinh, tức là thịt xương máu thịt của chúng sinh ấy, đè đầu cưỡi cổ giết mổ nó mà ăn ấy, thì cũng phải suy nghĩ một chút, động não một chút. Không có một ngày nào đó chúng ta xả bỏ báo thân này, tức là chết đi đó, thần hồn đọa vào trong các địa ngục khổ, lúc đó ngưu đầu ngục tốt, ma vương quỷ sứ nó lấy chày lấy búa lấy dao lấy kìm nó móc mắt bẻ răng cưa thân đập xác chúng ta, lúc đó chúng ta mới kêu la thảm khốc. Thì nói rằng á,
chúng mày á, sinh ra là để cho chúng ta gì hành hạ, và nó cười khà khà, lúc đó chúng ta gì chả làm được gì đâu. Cũng giống như bây giờ á, con gà con lợn nó kêu gì, nó kêu, chúng ta bắt con lợn nó con kêu, nó con lợn nó kêu là gì, ó éc 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 éc, nó kêu éc éc là chúng ta lại nghĩ là gì, mày thôi kêu cái gì, tao đã nuôi mày rồi, bây giờ thì mày phải nuôi tao, thế đừng có kêu nữa. Và chúng ta vẫn cái gì, vẫn cứ đọc gì, lấy cái dao nhọn để, hoặc là cái dao để cắt ngang cổ nó, hoặc lấy cái dao gì chọc vào cổ nó tòi máu ra, thì chúng ta để lấy chậu để hứng và để ăn. Thì ngưu đầu ngục tốt, diêm la quỷ sứ ở trong gì, trong địa ngục, khi đó chúng ta có khóc có than thì nó cũng nghĩ rằng thôi mày đã tạo nghiệp gì rồi thì bây giờ mày ráng phải chịu đi, nhân mày đã tạo, bây giờ quả nó chín mùi rồi mày kêu cũng chẳng được nữa. Cũng giống như là gì, chúng ta bảo là gì, thôi mày nuôi tao, nuôi mày gì suốt cả mấy tháng nay, thì bây giờ mày nuôi tao đối với con lợn con gà kia vậy, và lúc đó chúng ta hối hận cũng không kịp. Cho nên đây cũng là một điều chúng tôi muốn cảnh tỉnh các quý vị, còn thích gì, thích ăn xương máu thịt của chúng sinh vì khẩu nghiệp gọi là thực đó, cho nên ăn cái gì Đức Phật nói thôi, nếu mà lúc chưa giữ gìn được 100% thì chúng ta cũng cố gắng tránh đi sát sinh, ra chợ mà mua cái đồ họ làm sẵn, mắt không thấy tai không nghe, và không gọi điện không báo trước cho họ, thế gọi là tam tịnh nhục. Thì có thể khi mình ta sơ tâm học đạo thì Phật cũng có thể khai cho như thế, nhưng mà tất nhiên vẫn chịu cái quả báo là gì? Đời này chúng ta ăn họ của họ một cân thịt thì chắc chắn chúng ta phải trả một cân thịt bằng cách này hay cách khác. Nếu chúng ta không giết họ thì sau này họ cũng không giết chúng ta. Cho nên ở đây đó là thực thùy, thứ tư, thứ năm là thùy, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Thùy tức là gì? Ngủ nghỉ. Ngủ nhiều thì Đức Phật nói ngủ nhiều thì làm cho lu mờ trí tuệ, tức là không thông minh sáng suốt mà gì? Ngu đần, dốt nát. Ngủ nhiều nó thế. Ở ngoài đời thì họ cho rằng một ngày phải được gì? 6 đến 8 tiếng mới đủ. Nhưng trong nhà Phật thì một ngày chỉ cho gì? Ngủ 3 đến 4 tiếng là vừa. Chúng ta thấy hai cách dạy. Chúng ta nghĩ là có thể Phật dạy được phản khoa học. Ở ngoài đời họ chỉ khoa học cho là nghỉ đến 6 đến 8 tiếng một ngày, 24 tiếng đồng hồ thì phải được nghỉ ngơi, ngủ nghỉ 6 đến 8 tiếng thì con người ta mới khỏe mạnh, mới minh mẫn về với gì, mới có trí tuệ. Nhưng nhà Phật thì bảo ngủ nhiều như thế thì sẽ làm lu mờ trí tuệ. Chúng ta thấy giữa khoa học hiện đại giải thích về cái sự ngủ nghỉ có sự khác nhau với Phật giáo. Khoa học phương Tây, khoa học biện chứng họ cho rằng phải ngủ đủ như thế thì mới làm cơ thể khỏe mạnh, cơ thể khỏe mạnh thì trí tuệ mới gì? Mới sinh ra. Nhưng Đức Phật nói ngủ nhiều như thế chỉ làm cho chúng ta gì? Lu mờ trí tuệ và lòng tham dục tràn đầy mà thôi. Vì sao? Đức Phật nói ngủ sớm dậy muộn làm cho con người ta gì? Lười biếng, trì trệ, dục vọng thì tăng lên. Anh ngủ sớm thì khoảng 3-4 giờ anh thức giấc. Khi anh thức giấc anh mà không dậy, tụng kinh niệm Phật, thể dục thể thao, làm việc thiện, đọc sách vân vân đó, thì cái lúc đó là sao? Anh nằm anh cứ lăn lên lăn xuống thì dục vọng nó sẽ nổi lên. Con người ta có ăn thì phải có gì? Có đại tiểu tiện, phải có gì? Có thân thể này mà chúng ta chưa tu diệt được dục, lòng dục á, ái dục á, thì dục vọng nó vẫn sẽ nổi lên. Có cái nhiều hay ít của mỗi người mà thôi, tùy vào sự tu tập, sự rèn luyện của mỗi người mà thôi, sự kham nhẫn chịu đựng của mỗi người mà thôi. Cho nên chưa phải là A-la-hán thì vẫn còn tâm dục nó khởi lên. Trong kinh Đức Phật chỉ có A-la-hán và thất địa Bồ-Tát trở lên, cho đến hằng đẳng giác, diệu giác và Phật thì mới gì? Mới tuyệt dục, tức là mới cạn sạch cái dục vọng. Còn từ lục địa trở xuống vẫn có niệm dục khởi lên, nhưng mà gì? Nhưng mà không hành, không khởi, chỉ khởi lên trong tâm thôi, chứ không gì, không khởi lên thực hành cả thân tâm. Hạng chứng được tam quả A-na-hàm thì cũng như vậy, tâm dục khởi lên nhưng mà không khởi lên hành động ở thân. Còn sơ quả Tu Đà Hoàn
Những Phật tử tại gia chúng sơ quả tu đạo hoàn, Phật nói gì? Lòng dục vẫn còn. Và họ gì? Vợ chồng vẫn còn quan hệ tình cảm với nhau, đó là dục vọng vẫn còn. Nhưng mà họ ở trong tình trạng gọi như là giống như là người ăn no rồi, nhưng mà đến nhà người bạn, bạn thì ép vẫn ăn, ép phải ăn thì ngồi và thôi ăn một hai miếng để cho bạn vui, chứ không phải là vì đói mà ăn nữa, nhưng mà gì, vì muốn cho bạn vui mà ăn. Thì tương tự đấy là cái trách nhiệm nghĩa vụ của người làm vợ làm chồng đối với người Phật tử tu hành tại gia chứng được sơ quả tu đà hoàn, thì Phật nói vẫn còn lòng dục, tâm dục và ý dục và thân dục khởi lên, nhưng họ không lững lầy, không lẫy lừng và không gì, không nhiều như là những kẻ phàm phu tục tử khác. Cho nên Phật dạy muốn diệt trừ ái dục, ngủ ít là một phương pháp gì? Diệt trừ ái dục. 10 giờ 11 giờ mới đi ngủ, tức là ngủ muộn một chút, mày đọc sách, mày tụng kinh, mày làm việc thiện, mày làm các việc thiện vân vân đó. Thì khi chúng ta gì? 11 giờ mới đi ngủ, nó buồn buồn như vậy rồi nằm vào ngủ một cái này, chúng ta do buồn ngủ do mệt ngáy o được một tí một cái thì lại nghe chuông báo thức là 3 giờ 3 rưỡi dậy rồi. Dậy để làm gì? Dậy để tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, nhưng ngoài đời thì dậy để đọc sách, để nghiên cứu vân vân chẳng hạn, thì trí tuệ sẽ tăng trưởng. Chúng ta biết mà học cái giờ đó là cái giờ dễ vào nhất. Bình thường chúng ta học cái lúc đông người nhốn nháo, học cả tiếng đồng hồ chưa thuộc một đoạn văn ngắn hay một bài toán hay một gì đó. Nhưng mà chúng ta dậy sáng học từ 3 rưỡi 4 giờ sáng như vậy, học một chút là gì? Là thuộc ngay. Vì sao? Vẫn con người chúng ta, nhưng mà ở cái cảnh giới nó bắt đầu cái lúc bình minh như vậy, tâm của chúng ta còn thanh tịnh giống như là một tờ giấy trắng. Chưa viết chữ lên thì chúng ta có thể dùng bút để viết tất cả các chữ chúng ta mong muốn lên cái tờ giấy đó. Nhưng tờ giấy chúng ta đã viết loang ngoang vào đó rồi thì muốn viết lên thì cũng rất là khó. Tương tự như vậy. Cho nên Phật dạy muốn có trí tuệ thì thức khuya dậy sớm để dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, đọc sách nghiên cứu và hoặc là ngồi thiền vân vân, đều là phương pháp tốt cho gì? Sinh trưởng trưởng trí tuệ. Đây cho nên chữ ngủ nghỉ ở đây thực thùy đấy, chúng tôi muốn nói này, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham danh, tham lợi đó, tài sắc danh thực thùy đó, chúng sinh nhá ham mê vào cái đó cho nên rất khó để giải thoát giác ngộ. Nay chúng ta tu tập nên bỏ vọng về chân, nhất tâm hoan hỷ tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, chọn lời Đức Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng á, và chúng ta không phải là một phàm phu nữa đâu, chắc chắn không phải là một phàm phu nữa. Cho nên đừng có nghe, đừng có đưa cái tâm rong ruổi, nay thì nghe người này nói cái này, mai người kia nói cái kia. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Nhất tâm học một thầy trong vòng 10 năm thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu. Tất nhiên người thầy đó phải là người thầy gì? Người thầy tốt, người thầy có đạo đức, có trí tuệ. Chúng ta theo học, nhất tâm học 10 năm chỉ nghe một thầy giảng, chỉ nghe một thầy giảng, 10 năm sau chúng ta sẽ là một người có trí tuệ, không được bằng thầy cũng phải gần bằng thầy. Chúng ta là người có niềm tin kiên cố vào Tam Bảo Phật Pháp. Nếu chúng ta học đạo với một thầy, ông thầy 10 năm, ông thầy đó là người ta, ông thầy có trí tuệ, có đạo hạnh, chúng ta nhất tâm tin theo lời thầy ấy giảng và chúng ta tu tập học theo họ 10 năm trời, hành theo những lời thầy giảng, thì chúng ta chắc chắn sẽ là một người có trí tuệ, không gần không bằng thầy cũng phải gần bằng thầy. Đó. Điều này được minh chứng Hòa Thượng giảng pháp, có một Phật tử ở bên Đại Lục, một vị cư sĩ, một vị nữ cư sĩ, chỉ nghe Phật tử giảng kinh Vô Lượng Thọ 10 năm. Nghe đi nghe lại, nghe đến hàng nghìn lần Phật tử giảng, Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, và hết 10 năm, Phật tử này từ cái chỗ là không biết Phật pháp, sau đó đi nói pháp gì, nói hết ngày này qua ngày khác gì, không cạn lời, mà nói ra ai cũng hoan hỷ, nói ra ai cũng gì, cũng tin tưởng, và nói ra ai cũng chịu thực hành theo. Đó, chúng ta thấy nghe pháp 10 năm, hành trì lời Hòa Thượng giảng 10 năm trong kinh Vô Lượng Thọ,
sau đó có những cái công đức lớn như vậy, có trí tuệ lớn như vậy, có sự hiểu biết lớn như vậy. Đó. Cho nên nay chúng ta là người học Phật, cũng y theo tôi cũng nên nương vào lời Hòa Thượng dạy để mà học. Không được 10 năm thì 3 năm. Chúng tôi phát nguyện là giảng kinh bộ bản miệng Bồ Tát Địa Tạng này 3 năm, thọ trì đọc tụng 3 năm. Nhưng mà có thể tới đây thì nếu mà thấy lợi ích thấy an lạc, có thể nâng lên cho 2 năm nữa đây là 5 năm cũng được, không sao. Nếu giảng bộ kinh này mà mọi người vẫn thấy hoan hỷ, vẫn thấy muốn nghe, vẫn thấy gì, mọi người đọc tụng vẫn thấy lợi ích an lạc, thì có thể phát nguyện thêm 2 năm nữa, 1 năm 2 năm nữa không sao. Cho nên ở đây thì tóm lại là khuyên Phật tử này nên chân thành tín thọ phụng hành một bộ kinh bản nguyện Bồ Tát này, cũng không nên rong ruổi lắm, làm gì cho nó mệt ra, tham cầu lắm thì mệt, cuối cùng lại trắng tay chả được cái gì cả. Câu thứ 3, có Phật tử hỏi là hàng ngày, ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng, ngày Tết ở nhà có được cúng hoa ly không ạ? Con mua hoa ly, người ta bảo ở nhà mà thắp hương hoa ly là gia đình ly biệt và ly tán, có phải không ạ? Và con lên hương tụng kinh nhưng chưa xong mà hương đã không còn lên hương nữa, có được không ạ? Con mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Con xin chân thành cảm ơn thầy ạ. Phật tử này hỏi câu này thì nói rằng mùng 1 ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết mua hoa ly về cúng thì có Phật tử và có người bảo cúng hoa ly là gia đình ly biệt, ly tán, và hỏi là có đúng không? Thế ở trong chùa thì mang hoa đi cúng ở trong chùa, thế ở cúng ở nhà cúng hoa ly thì gia đình ly biệt ly tán, thì cúng vào chùa thì ai ly tán đấy? Sư ly biệt với Phật, Phật ly biệt với sư à? Phật ly biệt với chúng sinh à? Hoặc là sư ly biệt với dân, sư ly biệt với Phật tử à? Có không? Có. Cái hoa ly đó là tên của một loại hoa. Chứ nếu mà cúng hoa ly là ly biệt ly tán thì ai dám trồng hoa ly nữa, ai dám mua hoa ly nữa, và ai dám cúng hoa ly nữa à? Cho nên ở đây chúng ta không được nghĩ, không được nghĩ và không được nghe một cái số những người họ thiếu tri thức, thiếu sự hiểu biết, họ chỉ ức đoán, tức là chỉ phán đoán bằng gì? Bằng cái trí tuệ cạn hẹp của họ mà thôi. Trí tuệ nông cạn của họ, họ nghĩ là hoa ly, ổ ly, tên là ly, ly Việt Nam chúng ta ly có nghĩa là ly biệt. Ấy, cái ly ở đây, tại sao không nghĩ là ly là gì? Là lưu ly đi. Lưu ly là chỉ cho một loại gì? Một loại gì? Một loại ngọc quý, một loại gì? Chất quý, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, mã não, chân châu, đó là bảy thứ báu Đức Phật nói ở trong kinh điển. Thì cái từ ly này tại sao không nói là ly này là một gì? Một trong bảy thứ báu đi. Cũng một trong bảy thứ báu này thì công đức vô lượng. À, tại sao không có nghĩ như vậy? Tại sao nếu mà giải thích như thế, tại sao không giải thích như thế? Mà lại giải thích là hoa ly ở đây, ly thì là ly biệt. Nhưng chữ ly ở trong từ hoa ly này, nó cũng còn có nghĩa là gì? Là lưu ly. Là một trong bảy loại báu. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nếu mà không hiểu, các cụ ngày xưa nói rồi, hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dừng cột mà nghe lại chỗ đó. Cho nên chúng ta cũng đừng là Phật tử thì phải cái gì không biết phải hỏi các quý thầy, hỏi các chư tôn túc, và hỏi những người gì, người lớn ở lớn tuổi có những sự hiểu biết, hỏi những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu về tôn giáo hay về tâm linh vân vân, chẳng họ trả lời cho chúng ta. Mà hỏi các nhà đó mà chưa được thì tốt nhất chúng ta đến gặp các bậc thầy, những người chuyên về vấn đề tâm linh thì họ sẽ giải thích sẽ đúng hơn, tốt hơn. Cho nên ở đây xin trả lời gì, không sao, cúng hoa ly cũng được, thậm chí là cúng hoa gì, như hôm trước chúng tôi nói là thậm chí cúng hoa gì, một đám hoa thải lại, đám hoa gì cứt chó, xin lỗi các vị, đám hoa thải lại, đám hoa cứt chó cứt lợn ở ngoài gì, ngoài đường chúng ta hái và chúng ta dâng lên cúng Phật cũng được, Phật cũng gì cũng rất hoan hỷ, Bồ Tát gì cũng rất hoan hỷ. Chẳng có cái chuyện là Phật Bồ Tát chê hoa xấu, chê hoa xấu, hoa rẻ tiền mà thích hoa đẹp, hoa gì, hoa tốt đâu, không có cái chuyện đó. Cốt là tâm thành của chúng ta.
À. Xin được chuyển sang câu hỏi thứ tư. Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật: con kính lạy thầy ạ. Con sinh năm 1989, vợ con sinh năm 1991, con trai con sinh năm 2012, con gái con sinh năm 2015. Hiện nay vợ chồng con đang làm ở Hà Nội. Con có thuê một phòng trọ hướng Nam. Phòng có gác xếp, cầu thang lại hướng thẳng ra cửa chính. Con ở đây được một năm rồi mà các con nhà con thường xuyên bị ốm. Có khi ốm cũng không tìm ra bệnh ạ. Thầy cho con hỏi ở phòng trọ như vậy có phải không hợp đất không ạ? Con có cách nào để giải hóa không ạ? Con cảm ơn thầy. Theo Phật giáo thì cái việc phong thủy đất cát nó rất là nhẹ nhàng, không có nặng nề gì cả. Nhưng mà theo về lão giáo thì cái việc là gì? Chọn phong thủy đất cát rất là quan trọng. Hay là theo gì? Theo các nhà phong thủy học ở thế gian đó, họ cho rằng việc phong thủy đất cát thì rất là quan trọng, tối quan trọng đối với con người. Con người chúng ta nếu mà ở về con người mà hợp với mệnh thì nó sẽ sinh ra gì? Sinh ra nhiều những cái sự may mắn, đem đến sức khỏe và tài lộc vân vân. Mệnh mà không hợp với miếng đất đó, thì cái hướng nhà ở đó, đất cát nhà ở vân vân đó, thì nó sinh ra rất nhiều điều tổn hại như là ốm đau, bệnh tật, gặp nhiều họa hoạn trong cuộc sống vân 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 chẳng hạn. Cái này nếu mà nói là không có thì cũng không đúng. Mà nói có thì chúng ta cũng chẳng giải thích được là vì sao mà có ra đâu, hình tướng nó như thế nào. Cũng giống như hỏi có ma hay không có ma. Nếu chúng ta bảo không có ma thì tại làm sao vẫn có người điên khủng loạn tâm do gì? Do ma làm. Ma trêu quỷ nhập. Cúng bái thì là gì? Hợp lòng thì nó lại khỏi. Mà bảo ma nó như thế nào thì kể cả gì? Cả tôi cũng chẳng giải thích được nó như thế nào. Tóc xanh nanh vàng, má phấn môi son, gót dài, đầu tròn áo ngắn ra làm sao? Ma như thế nào tôi cũng chịu chẳng giải thích được. Nhưng mà gì? Cũng giúp cho được rất nhiều vì điên khùng bệnh tật. Do gì? Do ma trêu quỷ nhập. Họ khỏi bệnh, họ trở lại con người, cuộc sống đời thường bình thường của họ. Nhưng bảo tôi giải thích nó như thế nào tôi chịu. Bảo giải thích theo kiểu khoa học biện chứng phương Tây ấy, là tôi chịu rồi. Cho nên là chúng ta thấy một thời gian là giữa triết học phương Đông và phương Tây. Phương Đông thì nói là duy tâm, phương Tây thì nói là gì? Duy vật. Bên phương Tây thì nói là phải giải thích bằng khoa học biện chứng, tức là giải thích phải có gì? Phải có dẫn chứng rõ ràng. Thì phương Đông nói rằng cái đó không cần thiết. Quan trọng nhất là cái tâm. Mà tâm ở đây không phải là quả tim, tâm ở đây là gì? Lòng thành và sự tin tưởng tuyệt đối thì sẽ gì? Thay đổi được thế giới bên ngoài chúng ta. Hai bên nó giải thích có cái sự khác biệt giữa gì? Duy vật và duy tâm như thế. Cho nên là mấy trăm năm trước gì? Giữa hai cái dòng tư tưởng phương Đông và phương Tây, chúng ta thấy là gì? Cũng có một thời gian cãi nhau nảy lửa. Các nhà khoa học trên thế giới cãi nhau nảy lửa. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Phương Đông cũng áp dụng khoa học tiên tiến phát triển của phương Tây vào trong cuộc sống. Mà phương Tây ấy, cũng đem áp dụng, nghiên cứu và áp dụng những cái phương diện tâm linh, tâm lý của gì? Phương Đông và áp dụng vào trong cuộc sống. Nó đem lại cái sự tổng hòa xã hội ngày một tốt hơn. Đó. Thì ở đây Phật tử này nói rằng đã có vợ và có hai con như vậy, nhưng từ khi thuê cái nhà này về thì ốm đau quặt quẹo như vậy. Thì theo phong thủy học thì họ nói rằng là con người ta thì đều có sinh ra năm nào tháng nào vân vân, nó đều có mệnh cả. Thì nói về phong thủy chia trẻ thì có thể học cả đời không hết. Nhưng mà họ chia ra gì? Con người ta thì có Đông tứ trạch và có Tây tứ trạch. Đông tứ trạch là gì? Là thuộc về cấn, chấn, tốn và khảm, thuộc về Đông tứ trạch. Tây tứ trạch là gì? Là khôn, đoài, cấn và kim. Đó là bốn hướng về gì? Bốn hướng đó là thuộc về Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc.
đó là thuộc về Tây Tứ Trạch, Đông Đông Nam, Đông Bắc và Đông Đông Nam, chính Nam và chính Bắc, xin lỗi, Đông Đông Nam, chính Nam và chính Bắc, thì đó là gì? Đó thuộc về Đông Tứ Trạch. Họ chia ra là Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch. Mệnh người nào họ tính từ năm sinh, mệnh người nào mà thuộc Tây Tứ Trạch mà gặp hướng nhà, hướng ngõ, hướng ban thờ, hướng đầu giường ngủ, hướng bếp đun, à, Tây Tứ Trạch mà gặp Đông Tứ Trạch, gặp vào bốn cái đó thì gọi là hung. Ví dụ như mà người như Phật tử này, này nói là sinh nam, sinh năm 1989, công thức tính của họ là gì? 100, lấy hai số cuối là số 89 này là nam, à, thì lấy cho hai số cuối là 89, 100 trừ 89 còn bao nhiêu? Còn 11. 100 từ 89 còn 11. Và công thức tính đó là gì? Nhân với 9, cái số dư đó là mệnh. Thì nhân với 9 là gì? 9 thì còn dư thì 11 thì còn dư 2. Thì cái dư 2 đó là mệnh của cái chú Phật tử sinh năm 89 này. Dư 2 thì họ lại tính gì? Tính trong 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung. À, 5 ngũ trung cung là 5 trung cung đó, 6 càn 7 đoài 8 cấn và cửu tức là 9 là ly. Phật tử này là gì? Dư 2 thì 1 khảm 2 khôn. Phật tử này thuộc mệnh khôn. Khôn thuộc thổ. Thổ thì thuộc gì? Thuộc về Tây Tứ Trạch. Tây Tứ Trạch đây là hợp với gì? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Và Phật tử này nói là nhà trọ hướng Nam. Hướng Nam thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Hướng Nam thuộc về gì? Về hỏa. Phật tử này thuộc khôn về thổ. Thì cái này trong phong thủy học họ nói rằng đây là thuộc về phân ra gì giữa Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch rồi. Cho nên có thể là như vậy mà sinh ra chuyện đau yếu như vậy. Rồi cả cầu thang thì là đâm thẳng ra ngõ, tức là cũng đâm thẳng ra cửa ngõ theo hướng gì? Theo hướng chính của nhà, tức là hướng Nam luôn. Cho nên hai đứa con ốm đau quạt quẹo tìm không ra bệnh. Thôi cái trường hợp này thì thôi nếu mà nghe thầy thì thôi cứ... Đây là phòng trọ mà, có không phải nhà của mình. Cho nên phòng trọ bây giờ nó cũng đẩy ra tìm nó cũng dễ lắm. Nhất là mấy năm nay bất động sản nó ế ẩm, cho nên nhà cửa xây ra không bán được, họ cho thuê đầy. Thôi chẳng ngại gì mình, thôi vợ chồng chuyển nên đi thuê một cái chỗ nào đó thì nó cũng hợp lý. Bây giờ thoải mái chỗ cho chúng ta chọn. Thì Phật tử này theo thầy khuyên thì nói đi thuê vào cái một cái hướng nhà có hướng thì có hướng nhà là hướng phòng hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc, được chính Tây và Tây Nam, Tây Bắc là tốt nhất. Thì không thì hướng Đông Bắc cũng được. Đó, thì thuê những hướng nhà có những hướng đó mà ở. Đặc biệt là được cái cửa bếp đun, cửa bếp ga cũng quay về một trong bốn hướng đó nữa là tốt, tốt cho sức khỏe. Và khi ngủ cũng nên cho đầu giường về và bốn một trong bốn hướng đó này cũng rất tốt. Ngồi tiếp khách uống nước cũng quay mặt về hướng đó này cũng rất tốt. Đó. Cái này thì đúng ra thì theo Phật giáo thì không có được nặng nề về cái này, nhưng các vị mới chỉ là Phật tử tại gia, người sơ tâm học đạo thì cũng có thể là phương tiện chúng tôi khuyên như vậy. Còn khi mà tu hành, người xuất gia tu hành mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân đó, thì tất cả đều là gì? Tốt. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, hướng nào cũng tốt. Nếu như tâm mình tốt thì hướng nào cũng tốt. Tâm có thể chuyển cảnh vật bên ngoài, nhưng mà đấy là chỉ cho những bậc đại tu hành thì mới có thể chuyển được cảnh ở bên ngoài, từ chỗ xấu thành chỗ tốt, từ chỗ ô uế thành gì, chỗ thanh tịnh. Còn bây giờ thì còn đang ở nhà làm ăn như vậy, chịu sự chi phối của gì, của vạn sự vạn vật xung quanh mình, cho nên thì thôi thầy cũng khuyên phương tiện mà khuyên như vậy. À, câu thứ năm, một Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy và các quý vị tăng ni Phật tử đang theo dõi chương trình trực tuyến. Con có hai câu hỏi kính nhờ thầy giải đáp. Một, năm nay con 29 tuổi, con hiện đang sinh sống và làm việc bên Đức. Con mới được biết đến Phật Pháp được vài tháng, và trong thời gian vừa qua, ngày nào con cũng nghe thầy giảng về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở tận bên Đức mà ngày nào nghe thầy giảng kinh Bồ Tát Địa Tạng, chắc là cũng tín tâm lắm đấy. Nhờ thầy, con đã được biết đến những giáo lý và trí tuệ của Đức Phật và các vị Bồ Tát. Những lời thầy nói con đều hiểu và tin tưởng một cách dễ dàng. Chắc chưa? Chắc đã hiểu và tin tưởng một cách dễ dàng chưa?
con rất muốn tiếp tục tiến lên trên con đường học Phật của mình. Tốt, cái này thì tốt. Người có sự cầu tiến là rất tốt, Đức Phật nói là rất tốt. Cho nên trong nhà Phật có một vị Bồ Tát tên là Thường Tinh Tiến. Làm được cái này rồi lại tiếp tục cầu để tiếp tục là phát nguyện để làm thêm việc kia để đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nên gọi là Bồ Tát Thường Tinh Tiến, không bao giờ thoái lui cả. Thành tựu việc này rồi lại tiếp tục làm việc khác tốt hơn, thành tựu nhiều hơn cho chúng sinh, đó là gọi là Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Và cũng mong Phật tử này có câu hỏi như thế này: học được cái này rồi thì lại tiếp tục học cái kia cho nó gì mở mang trí tuệ, làm được cái này rồi tiếp tục làm cái kia tốt hơn cho gì cho đời và cho đạo. Hỏi tiếp: xin thầy cho con biết, con học và nghe về kinh điển nào sau bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ạ? Làm sao để biết được trí tuệ học Phật của mình đã ở mức độ nào và đã sẵn sàng để học tập bộ kinh nào ạ? Con có suy nghĩ như vậy có phải là đã có tâm cống cao ngã mạn không ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con được biết ạ. Cái này thì trước tiên phải tán thán Phật tử này đã đưa câu hỏi này ở tận bên Đức mà vẫn hay mở để nghe những bài giảng kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của thầy giảng. Nhờ những giáo lý của Đức Phật thầy giảng ở trong kinh này mà Phật tử hiểu được nhiều hơn về Phật và Bồ Tát vân vân. Và Phật tử này có nói là những lời của thầy giảng á, Phật tử này đều hiểu và đều tin tưởng một cách dễ dàng. Cái này thì thầy phải nói là bái phục. Thầy bái phục tất cả những lời thầy giảng. Bây giờ thầy nghe lại có những điều mà gì mà mình còn phải tư duy, phải suy nghĩ thì mới hiểu được. Nhưng mỗi lần nghe thì một lần thì hiểu nó lại khác đi. Hôm nay nghe lần này nó như thế này, nhưng ngày mai á, nghe lại nó lại cái lời này nó lại theo ý khác đi, chiều hướng nó càng ngày nó càng tốt hơn. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới khuyên là 10 năm chỉ nghe một thầy giảng, nghe một bài pháp. Hòa Thượng khuyên Phật tử 10 năm chỉ nghe gì? Nghe Hòa Thượng giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. 10 năm chỉ nghe giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ và nghe thì phải gì? Phải học, phải tập. Tức là gì? Nghe là phải tu theo, phải làm theo. Thì điều đó mới gì? Mới là nghe, hiểu và làm một cách viên mãn, đúng đắn được. Còn chỉ nghe không á, mà hiểu không mà đi gì? Đi cãi nhau á. Thì trong nhà Phật đây gọi là sở chi chướng. Sở chi chướng là sao? Tức là cái sự hiểu biết của mình á, nó là làm chướng ngại cái đạo tâm của mình, làm chướng ngại cái sự gì? Hành pháp và tu tâm dưỡng tính của mình. Có nghĩa là chỉ học xong một cái là truyền đem đi gì? Đi cãi nhau, đem đi tranh luận với nhau là đấy, Phật dạy như thế này, phải hiểu như thế này, người kia bảo phải hiểu như thế, kia bảo không, phải hiểu như thế, hiểu như tôi mới là đúng này, hoặc là hiểu như thế này mới là đúng này, vân vân. Và hai bên thì có thể gì? Tranh luận cãi nhau hết ngày này qua ngày khác mà không có thời gian để tu tâm dưỡng tính, làm cho tâm mình nó an định, nó rộng rang, nó vẳng lặng, để cho sinh thực chí ở trong gì? Trong A Lại Gia thức của mình, nó biến thành cái gì? Cái bạch tịnh thức. Trong kinh Đức Phật A Lại Gia, kinh Đức Phật dạy, đặc biệt là ở trong Duy Thức Tông dạy này, chuyển bát thức cái gì thành các trí tuệ của mình. Thành cái trí tuệ của mình thì khi đó nó mới thực sự là trí tuệ thật. Còn cái trí tuệ do gì? Do nghe, do nhìn, do học, do đọc, do viết, nó chỉ là cái trí tuệ gì ban đầu của chúng ta mà thôi. Đấy gọi là trí tuệ thế gian, gọi là thế gian trí. Nếu chúng ta khéo biết sử dụng cái trí tuệ thế gian đó để dần dần để thâm nhập vào thực trí, vào đại viên cảnh trí, vào diệu quan sát trí, và đặc biệt là vào gì? Vào bình đẳng tính trí, và vào cái trí tuệ của Phật đó, thì rất là tốt. Bằng không chúng ta sẽ rơi vào sở chi chướng, đem cái trí tuệ đó để đi gì? Để cãi nhau, để tranh luận hết ngày này có tháng khác, thật là vô nghĩa vậy. Cho nên á, ở đây Phật tử này nói là người nghe có thể dễ dàng tin tưởng thì được,
nghe dễ dàng tin tưởng thì được, và hiểu một cách dễ dàng á thì chưa chắc đâu. Vì trong lời nói của chúng tôi á, có nhiều cái rất là ẩn ý, có nhiều chỗ thì chúng tôi nói thẳng, có nhiều chỗ chúng tôi nói gì, nói ý, có nhiều chỗ thì nói dụ, có nhiều chỗ thì nói gì, nói thật ra, tức nói thật nói thẳng, có nhiều chỗ nói gì ẩn ý, lấy thí dụ để mà hiểu được những cái các thí dụ ở trong đó, không phải là dễ một sớm một chiều, không phải dễ. Cho nên ở đây thì Phật tử nói rằng có thể tin và hiểu, tin tưởng và hiểu một cách dễ dàng, thì cái này cũng phải xem xét lại. Nếu mà hiểu được tốt á, những lời dạy của chúng tôi, những lời giảng của chúng tôi á, chỉ trong một lần nghe á, nó đây cũng là phải là, nếu mà được như vậy thì đây là trí tuệ của vị Bồ Tát tái thế. Chúc mừng một vị Bồ Tát tái thế có thể sắp sửa độ sinh ở trong những kiếp tương lai gần đây, thì đem cái công đức trí tuệ ấy mà làm lợi ích cho đạo và cho đời thì công đức vô lượng, mặc dù ở tấm thân trong thân hình nào đấy chăng nữa, hoặc là người xuất gia người tại gia không quan trọng. Trong kinh Địa Tạng cũng có rất nhiều Bồ Tát tại gia, thậm chí là có những vị Bồ Tát rồi thì hiện thân quỷ thần cơ mà, để độ chúng sinh không sao cả, miễn là đem trí tuệ của Phật để giảng giải, khuyến bảo chúng sinh gì bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính, tín Phật, niệm Phật, tu Phật, ngồi thiền, tụng kinh, chỉ chú vân vân, phóng sinh, tu phúc bố thí cũng giảng vân vân đó. Tất cả những cái việc thiện đó khuyến cho họ làm, khuyên họ làm, báo họ làm, thì đó chính là hành Bồ Tát đạo đó, đó chính là giác ngộ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh đó. Còn nếu Phật tử hỏi rằng á, muốn tiếp tục tiến lên trên con đường học Phật của mình, cho nên hỏi là sau khi nghe xong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi á, thì làm sao biết được trí tuệ của mình á, ở mức độ nào mà để mà sẵn sàng học những bộ kinh khác. À, Phật tử này theo thầy trước mắt nên đọc thuộc lòng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng cho thầy, thuộc lòng, thuộc không cần nhìn sách mà vẫn đọc vẫn tụng được từ đầu cho đến cuối, thì đấy là cái đầu tiên là gì? Học thuộc lòng. Cái thứ hai tiến lên học thuộc lòng đó gì? Suy nghĩ ý kinh, tức là ý nghĩa của trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy gì? Dạy chúng ta về hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, và chúng ta đem cái lời dạy của Đức Phật đó áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, làm sao cho làm một đứa con hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp. Cha mẹ hiện đời thì lo báo hiếu cho trọn, khiến cho cha mẹ chúng ta gì lúc nào cũng được vui, nói những lời hòa nhã, có những cử chỉ hành động khiến cho cha mẹ lúc nào cũng vui. Và đối với ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp thì phải gì? Phải có tu tập, có công đức để mà hồi hướng cho các cụ. Như kinh Địa Tạng nói là đem công đức thọ trì đọc tụng một bộ kinh này hoặc bảy bộ kinh này để hồi hướng cho người thân đã qua vãng, hoặc nhiều bộ kinh này, đọc tụng nhiều bộ kinh này để hồi hướng cho người thân qua vãng. Người thân của chúng ta dần dần tiếp nhận được công đức đó, nếu chưa được siêu thoát thì sẽ sớm được siêu thoát, nếu siêu thoát rồi á thì sẽ được gì? Siêu thăng cảnh giới, công đức tăng trưởng, họ rất gì biết ơn chúng ta đó. Cho nên đấy là giai đoạn thứ hai, sau khi Phật tử học thuộc lòng bộ kinh Địa Tạng này, tiến lên là suy nghĩ lời dạy của Phật ở trong kinh, đem áp dụng vào cuộc sống, dần dần bao giờ thấy mình làm gì, làm một người con hiếu thảo như là Bồ Tát Địa Tạng, hoặc gần bằng Bồ Tát Địa Tạng thôi, cho là gần bằng thôi, tôi cho chưa là nếu bằng Bồ Tát Địa Tạng thì phải trải qua gì, Phật tử này chắc chắn là phải trải qua gì, hằng hà a tăng kỳ kiếp mới gì, mới chưa chắc bằng Bồ Tát Địa Tạng bây giờ. Đấy, trải qua hằng hà sa số kiếp tu tập theo bộ kinh Địa Tạng nữa thì cũng vẫn chưa bằng Bồ Tát Địa Tạng bây giờ. Cho nên ở đây thì cứ làm cho nó tốt, học cho thuộc, làm cho tốt, khi đó chúng ta thấy là tự nhiên các bộ kinh khác chúng ta sẽ hiểu hết. Ví dụ như thầy bây giờ chẳng hạn, thầy chỉ đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng này, nhưng bây giờ đưa tất cả các bộ kinh Phật đưa cho thầy, thầy để có thể hiểu và giảng được hết. Vì sao mà hiểu mà giảng được hết?
Vì một bộ kinh này nó bao trùm tất cả các bộ kinh khác. Nếu chúng ta học đến nơi đến chốn, tu tập đến nơi đến chốn, chúng trí tuệ chúng ta khai mở, thực trí chúng ta khai mở rồi, thì tất cả kinh Phật đều ở nằm ở trong cái gì? Cái thực trí đó. Cho nên ở đây Phật tử nó hỏi là bao giờ cho thì cho nghĩ là mình có thể học được những bộ kinh khác. Cứ từ từ đi. Cứ từ từ, thầy nghĩ là đừng có vội vàng làm gì. Cứ nghe bộ kinh này cho nó và học và làm cho nó tốt đi đã. Sau này thì khi mà thấy tâm mình an tĩnh, mình không còn có cái tâm nay mong học kinh này, nay mai mà học kinh khác nữa, thì khi đó chính là khi là gì? Mình có thể học kinh khác. Người học Phật lại như thế. Cái khi tâm mình còn suy nghĩ là gì? Bao giờ cho học xong bộ kinh này để học một bộ kinh khác to hơn, tốt hơn. Tức là gì? Cái tâm đó chính là cái tâm gì? Cái tâm có thể nói là gì? Hơi cống cao ngã mạn và hơi gì? Có thể nói là đứng núi này trông núi nọ. Đứng núi này thì thấy những núi kia cao hơn, to hơn và muốn sang đó để. Nên sang đó lại thấy cái núi mình đang đứng, thấy cái núi bên kia mình đứng hôm trước lại thấy nó cao hơn, to hơn là sao nhỉ? Đó. Cho nên cả cuộc đời này chúng ta cứ như vậy thì sẽ không đâu vào đâu cả. Vì vậy mà bao giờ học một bộ kinh, hành theo một bộ kinh, thấy tâm mình thực sự là gì? An tĩnh. Thì khi đó chính là khi mình có thể học tất cả các bộ kinh mình muốn, đọc tất cả các bộ kinh mình muốn. Đọc đến đâu chúng ta có thể hiểu đến đó, học đến đâu chúng ta có thể gì? Biết đến đó. Đó. Và chúng ta có thể thực hành theo được đến đó. Thì đó chính là lúc mà chúng ta biết được trí tuệ của chúng ta đã đầy đủ, thuần thục chín muồi để có thể học các bộ kinh khác vậy. Còn bây giờ thầy khuyên Phật tử này, thôi cứ một bộ kinh này nghe và thực hành vài năm, đã 2-3 năm, chọn 3 năm đi đã, mà được thì tâm mình được như thầy nói đó thì mới chuyển. Câu thứ hai: vì sao ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền và tu chứng thành Phật, mà ngày nay rất nhiều người ngồi thiền nhưng không một ai thành Phật? Chúng ta biết là Đức Phật trước đây cách đây trên 2500 năm về trước, ngài giáng sinh xuất gia ngồi thiền thành đạo. Giáng sinh tại thành Ca Tỳ La Vệ, xuất gia ngồi thiền thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, chuyển bánh xe pháp bổ độ phổ độ chúng sinh tại vườn Nai, hay gọi là vườn Lộc Uyển đó, nhập niết bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Chúng ta chỉ thấy cái gì? Thấy Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền thành Phật, nhưng không thấy là trước khi Thái tử Tất Đa ngồi thiền thành Phật, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Ngài trải qua gì? 3 A Tăng kỷ kiếp hành Bồ Tát đạo cho đến gì? Cho đến khi nhân quả, cái nhân lành á, chín mùi như vậy thì ngài mới gì? Mới thành Phật được. Đó. Cho nên á, cái này thì tất nhiên ngài lấy một đây là một cái hóa thân của ngài. Chứ còn trong phẩm Như Lai Thảo Lượng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói ngài đã thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Nhưng mà một cái hóa thân này ngài thì hiện thì ngài phải trải qua gì? 3 tăng kỷ kiếp hành đạo miên mật mới gì? Mới thành Phật. Mà 1 A Tăng kỷ kiếp á, dài lắm. Nói một kiếp thôi gì? Ở trong nhà Phật nói một kiếp á, cái từ kiếp á, ở trong nhà Phật gọi là phiên âm từ tiếng Phạm là kiếp ba. Mà một kiếp ở trong kinh Phật á, nó không phải là một đời, chúng ta đây là một đời người nó khác. Còn một kiếp trong kinh Phật á, Đức Phật nói ví như là có một hòn đá to bằng cái con trâu á, trâu to, con trâu to trưởng thành lớn nhất á, nhưng mà con trâu mộng, trâu mộng mình gọi là con trâu đực á, to như thế. Và 100 năm có một con chim bay ở trên trời, bay xuống động trên mỏ đá đó, hòn đá đó. Con chim nó quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. Và 100 năm sau, có sách nói là 1.000 năm, tôi cho là 100 năm. Có sách thì dịch là nói là 100 năm, có sách nói là 1.000 năm. Thì tùy theo thời pháp Đức Phật nói, theo từng xứ, từng nơi mà Phật nói. Tôi nó lấy cái con túc số gần hơn, ngắn hơn, nói là 100 năm. Con chim nó bay đến đậu trong hòn đá, nó quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. 100 năm sau lại bay đến, cứ như vậy, tuần tự bao giờ... Đức Phật nói trong kinh cái hòn đá đó gì mòn không còn một chút nào đó,
Đó mới tính là một một kiếp ba ở trong nhà Phật. Một kiếp ở trong nhà Phật. Mà Đức Phật á, Thích Ca chúng ta phải dành gì? Dành á, dành ba đại kiếp như thế. Tức là gì? Bằng cái con chim á, mài mòn ba hòn đá như thế, cái thời gian như thế, thì Đức Phật gì? Từ khi phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật tại tại Bồ Đề Đạo Tràng á, phải trải qua thời gian lâu bằng con chim để dùng mỏ 100 năm bay qua bay lại, một lần cứ tuần tự như thế, rồi bay đi rồi bay qua bay lại, rồi quyệt mỏ xuống hòn đá mòn sạch, thì đó mới tính là một kiếp. Mà Đức Phật trải qua thời gian ba kiếp như thế mới thành Phật. Cho nên á, cái kiếp mà chúng ta thấy Thái tử Tất Đạt Đa cách đây trên 2500 năm trước xuất ra ngồi thiền dưới Bồ Đề Đạo Tràng, đó là kiếp cuối cùng trong hóa thân của Ngài ở ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Đấy là một hóa thân của Phật thôi, dùng một hóa thân thôi. Còn pháp thân của Ngài trong Kinh Pháp Hoa nói là những Ngài thành Phật đã vô lượng kiếp rồi. Đây là gì? Đây là chỉ cho một hóa thân, dùng một hóa thân để đi hóa độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy là có cái từ Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Bản Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, Phật dùng hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí còn vô lượng vô biên các hóa thân để phổ độ chúng sinh nữa. Thế cho nên ở đây Phật tử nói tại sao mà thấy Thái tử Đất Đạt Đa ngồi thiền thành Phật, còn ngày nay rất nhiều người ngồi thiền nhưng không một ai thành Phật. Vì thành Phật đó, trong kinh Đức Phật nói vì sao gọi là Phật. Chứ Phật đó, nguyên âm tiếng Phạm đó, nói là gì? Là Buddha. Tiếng Phạm mà gọi chữ Phật là gì? Buddha. Buddha dịch sang tiếng Trung Quốc á, có nghĩa là gì? Là Bồ Đề, là giác giả, là giác, là Bồ Đề, là giác, là giác giả. Vì sao gọi là giác? Vì đầy đủ viên mãn ba ý nghĩa sau cho nên gọi là giác. Thứ nhất là gì? Là tự giác. Thứ hai là gì? Là giác tha. Và thứ ba là gì? Là giác hạnh viên mãn. Đó. Hàng tứ quả tiểu thừa thanh văn A-la-hán thì thiên về tự giác, tức là tự tu, tự giác ngộ và nhập niết bàn thì gọi là tự giác. Còn hàng Bồ Tát đến hàng Bồ Tát không chỉ tự giác cho bản thân mà gì? Còn giác tha, tức là đi dạy bảo chúng sinh được giác ngộ nữa, như là Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Các ngài đó gọi là không chỉ tự mình giác ngộ giải thoát, mà các ngài còn đem giáo lý giác ngộ giải thoát của mình học được, tu được, chứng được để chỉ bảo cho chúng sinh hết đời này qua kiếp khác, hết A Tăng Kỳ này kiếp này qua A Tăng Kỳ kiếp khác ạ. Đó cho nên gọi là gì? Giác tha. Bao giờ công đức viên mãn á, các ngài thành Phật á, thì gọi mới gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên gọi là hàng tứ thánh quả thanh văn Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán á, hoặc Bích Chi độc giác á, của tiểu thừa á, thì đó gọi là tự giác. Hành Bồ Tát đạo như các vị đại Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền á, gọi là gì? Giác tha. Đem sự giác giáo hóa giác ngộ chúng sinh tha nhân đó, dần dần á, hết đời này qua kiếp khác, trải qua vô lượng kiếp, vô lượng đời kiếp đó, trải qua vài A Tăng Kỳ kiếp vân vân, hoặc là vô lượng A Tăng Kỳ kiếp đó. Khi các ngài gì? Tùy theo cái phát đại nguyện của các ngài. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát trong kinh Địa Tạng, ngài phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là gì? Chúng sinh chưa độ hết thì ngài không gì? Không lên ngôi chứng cái quả vị Bồ Đề, tức là cũng là thành Phật đó. Địa ngục á, chưa trống không, tức là còn chúng sinh khổ nào trong đó, thì ngài thề không thành chính giác, tức là thề sẽ gì? Sẽ chưa thành Phật đó. Mà còn hành Bồ Tát đạo để phổ độ chúng sinh á, đó là đại nguyện của ngài lớn lao như thế, cao cả như vậy. Phát cái đại nguyện khó và hành những cái nguyện khó như vậy không phải là vị đại Bồ Tát nào cũng có thể làm được. Không phải là một vị Phật quá khứ, vị Phật nào cũng phát đại nguyện như thế được. Không phải là những vị Phật thành Phật trong tương lai, vị nào cũng có thể phát đại nguyện như thế được. Không phải là những vị Phật hiện tại ở trên khắp trong mười phương thế giới, không phải Đức Phật nào cũng phát đại nguyện như thế được.
Đây là một đại nguyện khó. Mà vì vậy, vì khó cho nên á, mười phương ba đời chư Phật mới gì mới tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng là như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, vì cái chúng sinh, vì người tu thiền bây giờ, không chỉ người tu thiền mà tất cả những người tu các pháp môn ở trong Phật giáo hay là các tôn giáo khác trên thế gian này, không thấy có ai thành Phật. Là vì sao? Vì Đức Phật nói là có rất nhiều những cái nguyên nhân mà không thể có đức hai Đức Phật xuất hiện ở cùng một thời điểm, một thế gian, một thế giới. Cũng như Đức Phật nói là giống như thế gian này, chỉ cần một mặt trời là đủ chiếu sáng, đủ sưởi ấm để cho chúng sinh gì ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này sinh sống, tồn tại. Nếu mà hai mặt trời xuất hiện trên bầu trời giống như một mặt trời ấy thì chúng ta cái gì sẽ xảy ra đấy? Toàn bộ cây cối, cây cỏ sẽ gì? Sẽ khô kiệt. Sông suối sẽ gì? Dần dần cũng khô kiệt, và nước biển cũng khô kiệt, và con người và các loài hữu tình đều sẽ gì? Đều sẽ chết hết, chết cháy hết. Đức Phật nói như đây là cái nguyên tắc thành đạo, hành đạo phổ độ chúng sinh của các Đức Phật gì? Trong một thế giới không thể hiện một lúc, một thời điểm có hai Đức Phật. Bao giờ giáo lý của một Đức Phật đó, một Đức Phật đó, trước đã gì? Đã không còn thấy xuất hiện ở thế gian nữa, tức là mọi người đã quên hết, rơi vào thời, trong thời kỳ thành đạo của Đức Phật đó, thì chuyển bánh pháp luân, thời đó và thời chính pháp. Vì sao gọi chính pháp? Vì nhiều người tu, nhiều người giải thoát thì gọi là chính pháp. Xong thời đại thứ hai gọi là thời đại tượng pháp, tức là nhiều người tu nhưng mà ít người tu, ít người chứng đắc thánh quả giải thoát, mà đa số chỉ làm để xây chùa, tô tượng, đúc chuông, tạo việc phúc thôi, giao duyên với Phật pháp để tam bảo, để đời sau được sinh nhân thiên, hoặc được sinh là làm người, hoặc thậm chí nhờ công đức đó được đới nghiệp vãng sinh về cõi Phật mà thôi. Chúng thực chưa phải là giải thoát về cõi Phật, thì nương vào lực của Phật mới để mới tu tập, mới chứng thánh quả, mới giải thoát ở thế giới đó. Thì đó gọi là tu gieo duyên. Thời đó thời tượng pháp, đại đa số là chùa, xây chùa to cảnh lớn, giảng đạo nhiều tín đồ Phật tử vân vân chẳng hạn, như đấy là gieo duyên để hồi hướng công đức để cầu sinh tịnh độ, hoặc là đới nghiệp vãng sinh vân vân đó, hoặc sinh nhân thiên vân vân. Chứ cũng không thể thành Phật được, không thể thành Phật, không thể thành A-la-hán, thành Bồ-tát, thất địa trở lên, vân vân đó. Thì chúng ta thấy là vì nhân địa thành Phật không phải một đời một kiếp mà có thể thành được. Trong kinh Phật nói là phải phúc trí nhị nghiêm, tức là phúc đức và trí tuệ phải gì? Phải đầy đủ, phải viên mãn với nhau, không khuyết thiếu mới gọi là Phật. À. Mà trong kinh Đức Phật nói thì phải đầy đủ 10 hiệu mới gọi là gì? Là Phật. 10 hiệu đó là gì? Là Như Lai, ứng cúng, chính biến chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu như thế mới gọi là Phật. Vì hôm nay thì cái thời gian là không có, cho nên thầy không thể giảng về 10 hiệu này. Nhưng giảng về 10 hiệu này thì cũng phải giảng cả tháng vẫn gì? Vẫn chưa hết. Nếu mà đem cho thầy bảo thầy giảng 10 hiệu này á, thầy giảng 1 năm vẫn chưa hết, thậm chí 10 năm cũng vẫn chưa hết, thậm chí 100 năm vẫn gì? Vẫn chưa hết, thậm chí cả cuộc đời này và nhiều cuộc đời khác nữa chỉ giảng về 10 hiệu của Phật gì cũng chưa hết. Cho nên ở đây thời gian là không có, vì vậy không thể giải thích hết được. Vì vậy Phật tử này hỏi rằng thấy người tu thiền bây giờ nhiều, tại sao không ai thành Phật, không thấy một ai thành Phật? Cái thứ nhất là gì? Trong giáo lý của Đức Phật nói rằng thì không thể có hai Đức Phật xuất hiện cùng một thời điểm. Mà các vị Phật đó, các vị Bồ Tát đó, có muốn xuất hiện ở thế gian này phổ độ chúng sinh, các ngài đều phải gì? Phải cải trang. Phải cải trang là sao? Là một vị sư. Ví dụ như là Đức Phật A Di Đà, ngài đến thế giới này để giáo hóa và hoằng truyền pháp môn tịnh độ cho mọi người tín vào pháp môn tịnh độ nhiều hơn, thì đó chính là ngài cải trang thành một vị sư, một vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, đó chính là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Cùng thời với ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, tức là hóa thân Đức Phật A Di Đà đó, còn có một Đức Phật Định Quang cũng hóa thân. À, cũng có một Đức Phật quá khứ, đó là Đức Phật Định Quang. Ngài hóa thân là gì?
Thành vị thiền sư nói ngày có tên là Hòa Thượng Hành Tu. Hòa Thượng Hành Tu có đôi tai dài đấy này, đôi tai của ngài chấm đến vai này. Người ta thường gọi là Hòa Thượng có đôi tai dài. Ngài có pháp danh là Hành Tu Lão Hòa Thượng. Một hôm thì có một cái ông vua ở nước đó, cái đời vua đó tôi không nhớ rõ là vua gì, vì các vị xem lại cái vị vua đó xem. Cái lịch sử của vì lâu rồi nhất thời chúng tôi cũng không nhớ hết được. Vì trí tuệ nó cũng có hạn, nó chưa thông đạt. Trí tuệ vô ngại biện tài như là A Nan hay là Nhà Văn Thù Vô Hiền Bồ Tát, Quan Âm Địa Tạng được. Cho nên là nhất thời chưa thể nhớ được, không nhớ hết được. Nhưng các vị về cứ tìm đèo đọc lại với cái lịch sử của tổ thứ 6 là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, chúng ta sẽ thấy. Một hôm có vị vua đến thăm ngài Vĩnh Minh đỉnh lễ cúng dường ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Và sau khi thăm đỉnh lễ xong, cúng dường xong, vị vua rất hoan hỷ và hỏi rằng con thật là kính trọng đức hạnh của gì? Của ngài, của Hòa Thượng. Nhưng nay con thì con cũng muốn gieo duyên với gì? Với những vị đại Hòa Thượng, tức là những cái vị mà đạo cao đức hạnh trọng đó. Thì cái vị vua đã bạch với tổ này, vậy thì xin ngài tổ là có thể chỉ dẫn cho con có thể thân thừa được với một vị đại Hòa Thượng nào, một vị đại pháp sư nào vân vân nữa không. Thế lúc đó ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói rằng bệ hạ nên đến gần gũi với gì, đến cái chùa đó, địa chỉ đó, chùa đó để gần gũi một vị đại lão Hòa Thượng. Cái vị đại lão Hòa Thượng đó chính là Hòa Thượng có đuôi tai dài, có tên là Hành Tu đó. Hòa Thượng nó không phải người phàm đâu, Hòa Thượng chính là người cổ Phật tái lai đó. Đấy chính là gì, là Đức Phật Định Quang, ngài thì hiện ra để độ chúng sinh đó. Thế vị vua nghe như vậy vội tức tốc là cùng với kẻ hầu người hạ của mình đem đồ đến để cúng dường. Đến một cái nhìn thấy ngài Hành Tu một cái liền là khởi thân hành lễ và đỉnh lễ, nói là gì, Nam Mô Định Quang Phật, tức là gì, tức là kính lại để Đức Phật Định Quang Như Lai, quy mệnh Đức Phật Định Quang Như Lai và con xin nương về Đức Phật Định Quang Như Lai. Vì vị vua đó là một vị vua Phật tử, cho nên á ngài Hành Tu thấy như vậy hỏi rằng á, tại sao bệ hạ là gì lại biết ta là gì, ta là Định Quang Như Lai mà kêu như vậy. Thì vị vua kia nói rằng á, con á vừa gì, vừa lễ cúng dường ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ở chùa ấy cách đây mấy hôm, nghe hỏi rằng á, hỏi con hỏi ngài là ở ngoài ngài ra còn chư tôn đức nào, hay còn một bậc cao tăng, một bậc thạc đức nào có thể đạo cao đức hạnh để cho con đến thân thừa để cúng dường học hỏi không. Thì ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói rằng giới thiệu cho con đến ngài, và giới thiệu ngài chính là ngài Định Quang gì, Như Lai Hóa Thân. Và Hòa Thượng Hành Tu nói rằng cái ông lão này, tức là nói cái ông Hòa Thượng, ông Hòa Thượng cái ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói là cái ông lão này, nôm na nói gì, nôm na chúng ta dễ hiểu, nói là cái ông lão này thật là bày đặt, miệng lưỡi của ông lão này thật là gì, là lừa phỉnh thế gian, bày đặt vân vân. Và nói xong một cái là gì, và cũng nói luôn á, vậy bây giờ thì ta không giấu ông nữa. Nói với ông vua đó, ngài Hành Tu, Hòa Thượng Hành Tu nói ta không giấu nữa, phải cái ông Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư không phải là một ông hòa thượng phàm phu đâu, ngài chính là gì, là A Di Đà Phật hóa thân đấy, ngài mau lên đi về gì để thân cận đi. Nói xong một cái là gì, ngài ngồi giữa tam bảo, ngài tịch luôn, lộ thân phận một cái liền gì, liền ra đi. Đó mới là Phật Bồ Tát hóa thân thật sự. Thời nay chúng ta thấy có những vị xưng là Phật là Bồ Tát mà vẫn ngồi lại để nhận sự cúng dường của thế gian, nhận sự tán dương khen ngợi là Phật là Bồ Tát tái thế của thế gian, đó là giả, đó là Phật giả, đó là ma hóa Phật, đó là Phật gì, Phật cầu danh, Phật cầu lợi, và gì, và ma Phật đó các quý vị. Còn Phật thật tái lai thì lộ thân thế một cái là liền ẩn ngay, liền là nhập Niết Bàn ngay, như là Hòa Thượng Hành Tu là hóa thân của Đức Phật Định Quang. Bị ngài Vĩnh Minh Diên Thọ nói về vua kia là ngài ấy chính là hóa thân của Đức Phật Định Quang. Phật đến, vua đến lễ xưng Nam Mô Định Quang Phật một cái thì tức là lộ thân thế rồi, ngài liền nhập Niết Bàn. Trước khi nhập Niết Bàn, ngài nói là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là A Di Đà Phật tái lai đó. Sau khi dự cái lễ trà tì ngài Hành Tu xong một cái thì Đức Vua cũng tức tốc chạy về, đi về để lễ Đức Phật A Di Đà lại lần nữa. Vì trước đây mình cứ nghĩ là ngài là một vị hòa thượng đạo hạnh thôi,
ai ngờ là ngài chính là hóa thân của A Di Đà Phật. Cho nên nay đến thì quay về tức tốc để về để lễ ngài. Nhưng về đến nơi, về đến vừa vào đến cổng chùa thì thấy tăng tục đang gì, đang chạy đi chạy lại, nhân dân kéo nhau ầm ầm lên núi. Hỏi ra thì mới biết gì, ngài cũng vừa tịch xong mấy tiếng đồng hồ. Tức là ngài Vinh Minh Diên Thọ đại sư cũng vừa gì, vừa tịch xong mấy tiếng đồng hồ, tức là cũng không ngồi để đợi lại gì, đợi lại vị vua đến lễ lần thứ hai nữa. Đó. Tức là tung tích đã bại lộ rồi thì liền nhập Niết Bàn. Đó. Bằng không nếu mà trừ những vị Phật Bồ Tát A-La-Hán mà tái thế không nhập Niết Bàn đó, thì ngài phải thể hiện là gì? Ngài muốn vẫn trụ lại cái như thế. Ví dụ như là A-La-Hán tự nhiên cái gì? Tế Điên Hòa Thượng á. Đó, Tế Công Hòa Thượng, ngài chính là hóa thân của gì? Của vị Đại A-La-Hán, của Hàng Long La-Hán tái thế. Thì chúng ta thấy là có những lúc mà ngài dùng những cái thần thông, những sự kỳ dị để độ chúng sinh nhé. Nhưng mà tại sao ngài không nhập Niết Bàn? Ngài thể hiện như vậy mà tại sao ngài không nhập Niết Bàn? Chúng ta thấy là ngài thể hiện là gì? Giả điên, giả khùng. Một vị sư như là điên là khùng. Điên khùng mà không phải điên khùng. Còn chúng ta ở trên đời này bây giờ không điên mà lại điên thì mới đau. Chúng sinh bây giờ chúng ta không điên mà lại điên. Còn Tế Công là điên mà lại không điên. Vì sao như thế thì chúng ta dần dần động não suy nghĩ thì sẽ hiểu thôi. Đó, cho nên ấy, ở cái trường hợp này thì chúng tôi khuyên Phật tử này là gì? Thôi bây giờ thì cứ nên nhất tâm để tu đi. Những cái gì mà nó chưa phù hợp thì cũng không nên nặng nề, không nên hỏi sâu xa là gì. Ví dụ như hỏi á, hôm rồi có một bạn Phật, bạn sinh viên đến chùa và hỏi thầy câu hỏi là tại sao ngôi chùa này đặt tên là chùa Khai Nguyên mà không phải là một ngôi chùa khác, không phải là một tên khác. Thì tôi chỉ cần hỏi lại bạn một câu là tại sao bạn tên như thế mà gì mà không phải là một tên khác. Thế hết câu hỏi. Thì câu hỏi đấy là vô nghĩa. Hay là như ngày xưa, Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất có một vị quan lớn ở trong triều đến hỏi ngài Bạch Tổ. Con rất kính trọng Phật, rất kính trọng giáo lý của Đức Phật, rất kính trọng Chư Tăng và rất kính trọng Hòa Thượng, rất kính trọng Tổ. Nhưng mà bây giờ đạo lý của Phật, của Tổ nói rằng gì? Mà khuyến họa con người ta muốn giải thoát thì phải xuất gia, phải đoạn trừ ái dục, đoạn trừ lòng tham, sân si vân vân. Thì bây giờ con xin hỏi Tổ một câu này, xin Tổ giải thích cho con. Nếu mà Tổ giải thích được thì con mới thực sự là gì? Là khâm phục. Còn bây giờ trong lòng con tin nhưng mà vẫn còn một chút nghi. Nghi ở đâu? Nghi ở chỗ mà gì? Và vì hỏi là con nghi ở cái chỗ là gì? Nếu mà tất cả đều làm theo lời Phật, đều xuất gia, nam không gì, không lấy vợ, nữ không gả chồng, đều xuất gia tu Phật hết, thì thử hỏi rằng sau khi mọi người xuất gia tu Phật hết, thế giới này sẽ gì? Sẽ không còn một ai nữa. Thì trái đất này, thế giới này sẽ đi về đâu? Đạo hiếu này, thậm chí là chùa chiền Phật pháp, ai là người gì, ai là người giữ gìn, ai là người bảo vệ, vân vân và vân vân, ai là người truyền bá, vân 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 vân, có nghĩa là như thế. Ngài Mã Tổ Đạo Nhất mới trả lời rằng là gì? Bao giờ ông mà ngụm hết cái nước sông Giang Hà, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó cho ông gì? Cho ông biết. Và ông quan đó thì gãi đầu gãi tai và nói rằng gì? Bạch Tổ, vậy là Tổ đánh đố con hay sao? Làm gì có chuyện con ngụm mà hết này nước sông Giang Hà. Sông Giang Hà tức là cái con sông lớn, một trong những con sông lớn của Trung Quốc đó. Vậy thì Tổ bảo rằng á, đấy vậy thì ông gì? Ông hỏi những câu hỏi làm gì có cái chuyện tất cả người thế gian thì nam không lấy vợ, nữ không gả chồng, xuất ra đi tu hết. Đó là chuyện không tưởng, không bao giờ xảy ra thế gian này. Vậy cũng tương tự giống như không bao giờ ông uống ngụm có thể hết nước con sông Giang Hà. Cho nên những cái chuyện không có như vậy. Tốt nhất là gì? Người học Phật chúng ta không nên hỏi và không nên đặt nặng vào nó, suy nghĩ, suy tầm làm gì cho mất thời gian. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có vài điều muốn hỏi, con mong thầy giải đáp giúp con.
Một, con hay đi học về khuya, đi qua mấy nơi tối thì con có cảm giác ai đó đang nhìn vào, đang nhìn và đi theo con và dựng da gà lên. Vậy con hỏi thầy cần làm gì để hết những điều đó? À, các cụ nói là thần hồn nát thần tính ở chỗ đó. Và thậm chí cũng có thể là các cụ ngày xưa nói là yếu bóng yếu vía thì hay gặp những cái đó. Thì tốt nhất thì bạn này mà đang đi học mà, nói là các bạn này còn đang đi học, tức là còn trẻ đang đi học, hay đi học về khuya qua những cái nơi tối thì hay có cảm giác như thế. Tốt nhất thì bạn này nên học lễ thuộc chú Đại Bi, học thập thuộc chú, học thập là Đại Bi thập chú, và đặc biệt là hai câu thần chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam An Lam An Lam An Lam An Lam đó, và Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Xỉ Lâm Bổ Lâm Án Xỉ Lâm Bổ Lâm Án Xỉ Lâm Bổ Lâm đó. Thì trước khi đi học thì nên đọc câu thần chú đó khoảng 21 hoặc là 108 lần. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam An Lam An Lam An Lam An Lam, đọc 21 lần hoặc là 108 lần. Và đọc câu thần chú là gì? Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Xỉ Lâm Bổ Lâm Án Xỉ Lâm Bổ Lâm Án Xỉ Lâm Bổ Lâm 21 lần hoặc 108 lần. Trước khi đi học hay đi đâu đó thì nên đọc câu thần chú đó. Và khi đi qua những nơi tối tối đó thì cũng nhất tâm đọc câu thần chú đó, thì dần dần sẽ không còn cảm giác đó nữa. Và đặc biệt là gì, nên học thuộc Đại Bi thập chú và trì tụng hàng ngày để cho nó tăng trưởng công đức phúc báo trí tuệ của mình lên, và tăng trưởng cái năng lượng của mình lên, cái dương khí của mình lên, vân vân. Nói theo bên đạo một chút, tức là bên đạo giáo một chút, là gọi là dương khí, âm khí và dương khí, nhưng mà nói theo nhà Phật thì gọi là công đức phúc báo quang minh trí tuệ, vân vân. Câu 2, mẹ con bị sảy thai một lần, mẹ con có đi đi triệu người âm về đó, thầy thì thấy bảo đó là người nữ. Mẹ con có làm bát hương để nhà, và nhà có chuyện gì đó thì thấy có một con bướm màu sặc sỡ, và mẹ con bảo đó là chị con về. Điều đó có đúng không ạ? Mong thầy giúp giải đáp cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Có trường hợp đó xảy ra. Trên thế gian này cái gì cũng có thể xảy ra. Thì cái trường hợp này cũng có thể Phật tử này, bé này muốn gì, muốn kiểm tra đó có phải là chị của bé này thật không, thì bé này nên phát nguyện gì? Ăn chay 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng một ngày 3 thời, sáng, chiều và tối, và chỉ cầu Phật Bồ Tát để gia trì cho, bảo nếu mà đúng mà chị con mất chưa được siêu thoát đọa làm kiếp súc sinh cho thân con bướm như thế, thì nguyện cho gì con tụng kinh 21 ngày thì chị con được gì, thoát kiếp súc sinh, thoát khỏi thân bướm, không phải là bướm nữa. Thì từ đó trở đi Phật tử không thấy còn nhà có việc, có dỗ, có chạp hay có bất cứ việc gì, không thấy con bướm sặc sỡ quen thuộc đó bay về nhà mình đậu trên bát hương vân vân đó nữa, thì có nghĩa, đồng nghĩa là gì, đó chính là chị của con. Và chị của con gì, đã được đi siêu thoát về cảnh giới tốt hơn rồi, không làm thân súc sinh, làm thân con bướm nữa. Thì con muốn hỏi là đó có phải là thật hay không, thì con nên phát nguyện trì tụng kinh Địa Tạng 21 ngày như thế như thầy nói đó, thì sẽ trả lời được thôi. Còn nếu mà gì, sau 21 ngày hoặc sau 49 ngày, thậm chí sau qua 100 ngày, cho là tối đa 100 ngày con nhất tâm tụng niệm hồi hướng như vậy mà con bướm đó vẫn bay về, thì đó không phải là chị con, đấy chỉ là ma quỷ giả dạng là người thân để gì, để cầu cái sự gì, cúng bái trong nhà con để ăn hương ăn hoa, ăn bằng gì, bằng mắt thấy sắc mũi ngửi mùi ở trong những cái đồ mang cúng của nhà con mà thôi. Thì trường hợp đó cần phải gì, sớm gặp các vị thầy để họ tư vấn cho một thêm để gì? Để mình cũng giáo hóa hoặc là tống khứ những cái kẻ mà lợi dụng đó ra khỏi nhà mình. Câu 4, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là một Phật tử nó hỏi đó, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi với ạ. Mỗi khi con lên thời khóa, con có lên hương, nhưng con dùng có hôm là hương vòng, có hôm là hương nén, có hôm là hương trầm đốt trong lư hương, vì lý do nhớ hết chưa kịp mua, như vậy có được không ạ? Thì cũng không sao. Ví dụ cái lý do hôm nào mình bận quá mà hết hương chưa kịp, thì mình cứ lên mình
thay nước, thay dọn dẹp ban thờ cho sạch sẽ, thay 3 chén nước hoặc 7 chén nước mình cúng Phật là cũng được, không sao. Nhưng xong rồi đến hôm sau thì thu xếp công việc mình sớm mua ngay để mình có cúng hương nữa thì nó tốt hơn, nhưng cũng đừng nên thắp nhiều quá làm gì. Ý thứ hai trong người câu hỏi này: con biết 5 điều giới cấm của Phật tử quy Phật là không được nói dối, nhưng con đang công tác khó khăn về thời gian nên có lúc con cũng phải nói khác đi tí để có thời gian đi về chùa tụng kinh. Con làm như vậy có sao không ạ? Con bạch thầy chỉ bảo cho con ạ. Con xin cảm ơn ạ. Đức Phật nói cũng có gì, cũng có những lời nói dối đáng yêu, không có tội tình gì. Nhưng mà gì, đại đa số những lời nói dối là có tội, nhưng Đức Phật nói cũng có tội, nói dối đáng yêu, không bị tội tình gì. Phật lấy một cái ví dụ: ở đời trước kiếp trước, khi Ngài còn đang hành Bồ Tát Đạo, thì có một ông thợ săn đem bắn một con nai. Con nai đó vì biết được ở trong rừng có một vị ẩn sĩ tu hành đạo đức rất là tốt, có thể cứu được nó. Và con nai khi bị trúng tên thì chạy đến chỗ vị đạo sĩ để cầu cứu, nằm quỳ phù phục dưới gần trước mắt vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ kia liền thì từ từ đi ra nổ cái mũi tên và lấy lá thuốc đắp vào cho con nai và bảo con nai chạy về phía đông. Vừa được một lát thì ông thợ săn hớt hải chạy đến và hỏi ông đạo sĩ rằng: ông có thấy con nai của tôi gì chạy qua đây không? Cái vị đạo sĩ kia cứ giả vờ như là không nghe thấy, để cho vị đạo sĩ hỏi qua hỏi lại nhiều lần mới bảo là gì: hình như tôi thấy có thì phải. Vị đạo sĩ, vị thợ săn kia hỏi vị đạo sĩ là gì: vậy ông thấy con nai tôi nó chạy đi hướng nào? Thế vị đạo sĩ lại giả vờ là gì: thế con nai của ông nó có màu gì? Màu trắng hay màu xanh, màu vàng hay màu đỏ? Thì tôi mới biết chứ, bây giờ trong rừng này có rất nhiều con nai. Thế bảo là con nai của tôi là gì, là có màu vàng vàng, lông vàng vàng, có cái sừng như thế, thừng dài như thế. Là thế có màu vàng. Thế là ông đạo sĩ lại hỏi là: thế con nai của ông có sừng không? Thế thợ săn kia bảo là con nai của tôi có sừng. Vì kia lại tìm cách để sừng nó gì, sừng dài sừng ngắn. Vì kia bảo sừng dài. Thì cái vị đạo sĩ lại hỏi con nai là một sừng hay là hai sừng? Bảo con nai của tôi là hai sừng. Thế hỏi rồi đi hỏi. Thế bảo con nai của ông ấy. Thế thì nếu mà như thế, khi mà tôi đang ngồi thiền tôi mới mở mắt ra một cái, tôi thì thấy một cái bóng này giống như một con nai của ông diễn tả, màu vàng, có hai sừng. Thoáng một cái thôi, thế nó nhảy thoát một cái vào gì, vào cái rừng phía bên, qua cái đường nhảy thoát một cái về, nó chạy vào phía rừng phía tây. Và cái vị đi săn, thợ săn kia là nghĩ là con nai đó là con nai của mình rồi, cho nên cứ thế đuổi theo gì sang phía tây, đuổi hoài chả thấy đâu. Kết cục là gì, kết quả là gì, con nai chạy về hướng đông, do lời nói dối đáng yêu của ông đạo sĩ cho nên cứu được cả con nai và cứu được cả gì, ông thợ săn kia khỏi phạm vào tội sát sinh vậy. Đó gọi là lời gì, lời nói dối đáng yêu ở trong nhà Phật, Đức Phật dẫn chứng ở trong kinh điển vậy. Chúng tôi nói là đấy là lời nói dối đáng yêu. Đấy, còn đây Phật tử chúng ta xem, nói là gì, thỉnh thoảng có thời gian đi công tác thì nó nhiều khó khăn về thời gian, cho nên cũng đôi khi phải nói lấy nhiều lý do này khác để đi vào chùa có thể tụng kinh, hoặc làm nói như vậy có nói dối không, tùy theo trường hợp nhé. Nếu hôm đó mà gì lãnh đạo mà phân cho chúng ta là gì, phải làm xong cái việc này để nộp báo cáo trong gì, trong ngay buổi chiều nay, mà chúng ta gì, chúng ta lại đúng ra chúng ta cố thêm một chút nữa làm cho xong, hôm nay không vào tụng kinh thì thôi, ngày mai đi tụng cũng được, còn ngày kia tụng được, hôm nay là buổi quan trọng của thủ trưởng, của sếp, của công ty hay là của gì, của cơ quan, chúng ta cố cho đến khoảng 5 giờ thì xong thôi, nhưng mà chúng ta làm đến 3 rưỡi 4 giờ, chúng ta trốn mất khoảng 3 phút, chúng ta nói dối rằng thưa thủ trưởng, hôm nay gì bố của em ốm nặng, hay mẹ của em bị đi cấp cứu, hay là chồng của em gì, hay là vợ hay con của em gì bị tai nạn phải đi cấp cứu chẳng hạn. Nói dối như thế để thép thế, thế thương lòng mà gì, cho về, thế thương lòng mà cho về, nhưng thực tế không phải là về người nhà đi cấp cứu mà về đi tụng kinh. Và để kết quả là gì, công việc không thành và xếp giao cho một người khác, một người khác làm tiếp vào đó thì họ làm không biết, không làm được, cho nên gì, kết quả là đến chiều tối không xong, không nộp được đúng giờ, và kết quả là cả cơ quan, cả công ty hoặc cả cơ quan thì bị cấp trên là khiển trách kỷ luật chẳng hạn,
thậm chí nặng có thể cắt chức chẳng hạn. Nói dối như thế là gì? Nói dối không đáng yêu. Còn công việc là gì? Nó nhàn rồi, nó hết rồi. Mà bây giờ việc nó mình làm xong hết rồi, mà chưa đến 5 giờ, chưa đến giờ nghỉ, mới có 4 giờ thôi mà công việc làm xong hôm đấy, công việc không có cái gì nặng nề, thì mình có thể gì? Nói dối sếp là sếp ơi cho em về sớm một tí, hôm nay nhà em có việc bận, việc đặc biệt. Thì được, cái trường hợp đó ở lại nó chẳng giải quyết cái gì nữa, thì mình về trước một tiếng, mình đọc được kinh, thì cũng cái đó rồi, có thể nói là nói dối đáng yêu. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy, bạch thầy, hàng ngày con nghe những bài pháp thoại của thầy, con đã hiểu và giải quyết được rất nhiều điều thắc mắc trong quá trình tu tập của con, nhưng còn việc này thầy ạ. Đấy, giải được giải quyết rất nhiều, nhưng còn một việc nữa. Vào đầu tháng 7, gia đình con có nhờ sư thầy ở gần làng con đến bốc lại bát hương, và sư thầy đã bốc cho nhà con. Xong thầy lại dán một lá bùa lên giữa bàn thờ nhà con. Bùa ghi bằng chữ nho nên con không biết là thầy ghi những gì. Con cứ tự hỏi mình, sao thầy lại dùng bùa? Có phải thầy cài âm binh không? Xin thầy cho con biết bây giờ con phải nên làm thế nào ạ? Con cảm ơn thầy. Thường các sư thì không dùng bùa âm binh đâu. Các sư thì họ không dùng bùa để gài âm binh đâu. Mà đây có thể là cái câu thần chú án mới ra bắt mi hồng của Đức Quan Âm thôi. Hoặc là cái bùa chấn trạch thôi. Cái bùa chấn trạch thì nó không sao, nó cũng tốt thôi, nó không ảnh hưởng gì. Nhưng nó chỉ được khoảng 100 ngày hoặc 1 năm tùy theo cái công đức của người làm lễ. Hoặc là thậm chí nó chẳng có công đức gì cả, nó chỉ là cái tờ giấy không. Nếu Phật tử này trong lòng còn lăn tăn nó thì tùng ba biến đại bi thập chú và bát nhã xong thì xin Phật Bồ Tát chứng minh, Hộ Pháp Thiện Thần nên nó bắt buộc chứng minh ra và đem ra gì? Đem ra sân mà hóa được, không sao cả. Tận hơn thì không dám hóa thì gì? Mang lên chùa nhờ các thầy hóa cho, mang lên đây các thầy hóa cho không được, để cho yên tâm. Đó. Một Phật tử nó hỏi, A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy ạ. Thầy cho con hỏi, nếu trong các bữa con không ăn chay thì khi con tụng kinh Địa Tạng có sao không ạ? Và khi ngồi đọc sách, con có cần phải trang phục nghiêm chỉnh, tức là quần áo, quần dài và áo không ạ? Ở đây thì Phật tử hỏi là khi không ăn chay có tụng kinh Địa Tạng có được không? Được, không sao. Nhưng tất nhiên thì công đức nó cũng sẽ giảm đi, nhưng vẫn được, có còn hơn không. Ý thứ hai Phật tử hỏi là khi ngồi đọc sách thì có cần phải mặc quần áo dài tề chỉnh trang nghiêm không? Nên như thế. Nên đầy đủ oai nghi phép tắc để mà gì mà đọc sách. Đặc biệt là khi chúng ta còn mạnh khỏe, vân vân. Không nên mặc quần đùi, áo cộc, quần ngắn, áo me ô để mà gì mà cầm sách phần mà đọc. Đấy là cái vì chúng ta như thế là không đủ lòng thành kính, sẽ tổn phước. Cho nên khi đọc sách Phật nên gì rửa chân tay, mặt mũi cho sạch sẽ và cầm quyển kinh hay quyển sách của Phật lên, chúng ta phải xác định là thân thể chúng ta phải trang nghiêm, y áo cho chỉnh tề. Một câu nữa thì chúng ta nghỉ. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, tổ đạo tràng chúng con có những câu hỏi xin thầy giải đáp. Mấy câu cơ. Một, chúng con có duyên được biết kinh Địa Tạng, cảm thấy hạnh phúc lợi lạc cho khắp pháp giới chúng sinh khi tụng kinh này, nên chúng con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời. Nhưng chùa Khai Nguyên sau khi hết 3 năm tụng kinh Địa Tạng thì thầy giảng và tụng kinh Phổ Môn. Vậy con xin hỏi khi học và đọc tụng Phổ Môn theo chùa Khai Nguyên, đồng thời chúng con vẫn tụng kinh Địa Tạng nữa trong cùng một ngày, như thế có bị tạp tu không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Không sao. Nếu chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời rồi thì chúng ta cứ tụng. Nếu mà còn thời gian chúng ta chỉ có thể tụng thêm đến kinh Phổ Môn thì cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng điều quan trọng là gì? Một câu A Di Đà Phật. Theo người tu tịnh độ pháp đạo tràng của chúng ta là gọi là tịnh tông học hội Việt Nam. Cho nên vẫn lấy câu A Di Đà Phật là chủ đạo. Kinh tụng là phương tiện, là con thuyền để cho chúng ta gì? Bơi qua sông. Câu A Di Đà Phật chính là cái đích để cho chúng ta đến, tức là nương vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó. Chúng ta niệm danh hiệu của Ngài để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là cái đích đến. Còn thuyền đó thì ngồi con thuyền nào cũng được, thuyền to, thuyền nhỏ, thuyền làm bằng sắt, thuyền làm bằng tre, thuyền làm bằng gỗ đều được cả, miễn là sang tới bên kia sông. Tức là gì? Tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Phổ Môn đều được cả. Nhưng mà theo thầy thì thôi, thì khi chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng rồi thì chúng ta cứ tụng kinh Địa Tạng. Còn thầy tụng kinh Phổ Môn hoặc giảng kinh Phổ Môn đó thì
cứ kệ thầy, và những người có duyên với kinh Phổ Môn họ lại gì, họ lại tiếp tục nghe và tụng, còn mình có duyên với Địa Tạng cứ hành cả đời cũng được, không sao. Nhưng hoặc chúng ta dành thêm một hoặc hai thời kinh để tụng thêm kinh Phổ Môn, nếu chúng ta thu xếp được thời gian thì cũng được, không ảnh hưởng gì, không thể gọi là tạp tu được. Vì 84.000 pháp môn của Phật, pháp môn nào cũng có thể gì đưa chúng ta đến chỗ giải thoát giác ngộ được. Ý thứ hai, ở nhà con mở pháp cho con cái nghe, rồi cháu nó hỏi thế này mà con không trả lời được, con xin thầy giúp ạ. Cháu nó hỏi là gì? Sau khi người ta chết, xả bỏ báo thân thì người ta quên hết mọi việc quá khứ, vậy sao lại có chuyện oan gia trái chủ theo ta đòi nợ kiếp sau ạ? Con xin thầy trả lời. Sau khi người ta chết, Đức Phật nói này, tạng thức a la gia của mình gọi là tạm quên khi chúng ta nhập thai. Chúng ta nhập vào thai mẹ, ở vào trong cái nơi u tối bẩn thỉu đó, cái a la gia thức của chúng ta thì tạm quên đi thôi. Giống như các quý vị lấy một cái hòn đá để đè lên một cái bãi cỏ trong một khoảng một vài tuần, thì các quý vị nghĩ là gì? Bãi cỏ đấy nó chết đi thật chưa? Chết chưa? Chưa chết thật. Nó chỉ mới gì? Mới héo lá và gì? Chết cái lá thôi. Các quý vị nhấc cái hòn đá đi khỏi bãi cỏ và gì? Một vài tuần và một vài tháng sau nó lại tiếp tục mọc đi ấy. Mọc lên như thường, và thậm chí nó còn tốt hơn cái gì? Cái chỗ cỏ mà không bị đè đá kia. A lại ra thức, tức là cái tạng thức chủng tử, tức là cái trí nhớ, cái nhân quả tội phúc của chúng ta gieo trồng vào trong tạng thức a lại ra của chúng ta cũng tương tự như thế. Còn vì sao mà ở dưới quái âm nó đi tìm ta, nó báo oán được ta, là vì sao? Vì nó chưa nhập thai, tâm của nó gì một lòng một dạ, nó gì đi báo thù, đi trả thù, cho nên nó gì nó chưa nhập thai, vậy nó còn nhớ rất nhiều rất dai. Hoặc là khi gì, cái khi mà nó mới sinh ra nó cũng quên, nhưng mà sau khi lớn lên nó tự nhiên gặp nhau nó gì, nó khởi ra cái tâm gì thù hận với nhau, một câu nói, hai câu nói, ba câu nói. Bình thường thì có duyên thì là bạn, mà không có duyên là thù, thì từ một câu nói, hai câu nói, ba câu nói nó biến thành gì? Biến thành thù. Cho nên chúng ta mới thấy là có người mới gặp nhau lần đầu đó gì? Đã thấy ghét nhau. Hoặc là về chung sống với nhau một thời gian thì mới thấy ghét nhau. Đó chính là gì? Nhân quả. Đến lúc đó nó mới chín mùi. Dần dần nó mới nhận ra là gì? Tự nhiên cái chủng tử thù hận ở trong A Lại Gia Thức nó mới sinh ra. Thì khi đó nó về, nó nhìn thấy, nó mới thù, nó mới tìm để báo thù, nó mới tìm được. Lúc nó tìm được rồi, lúc đó nó mới báo thù là như vậy. Cho nên cái này thì câu hỏi này nó cũng trả lời thì phải hơi dài, hơi khó một chút, nhưng thời gian không có, cho nên thầy không giải thích rộng hơn nữa. Thì một dịp nào đó có thể một câu hỏi tương tự thầy sẽ giải thích rộng hơn cái này. Ý thứ ba, chúng con để kinh sách nhà Phật trong giá sách, nhưng do sách nhiều nên phải xếp chồng lên nhau, có quyển kinh in ảnh Phật, có quyển kinh in ảnh Bồ Tát. Vậy thì khi mình để quyển kinh có hình Bồ Tát đè lên quyển kinh Phật thì mình có tội không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Không sao, Phật Bồ Tát không có chấp cái đó, miễn là mình để làm sao để cho đừng có để cái sách tạp nhạp ở ngoài đời nó đè lên kinh Phật mà thôi. Trong kinh Phật thì in ảnh Phật hay Bồ Tát ở ngoài hay ở trong thì không quan trọng đâu. Cái không cứ là phải kinh có in ảnh Phật phải để lên trên, ảnh Bồ Tát phải để xuống dưới. Phật cũng không có kinh sách nào dạy chúng ta bắt buộc phải như thế. Phật chỉ trong kinh sách giới luật chỉ có dạy là đừng có để xuống dưới những cái sách tạp, những sách tạp cái sách của thế gian, hoặc cũng đừng có để lộn đầu Phật xuống thì cái ảnh Phật chúng ta để cái kinh và để ý, để cái ảnh Phật nó phải cho lên trên, chân xuống dưới, đừng có để lộn đầu xuống dưới và gì chân lên trên, như thế nó phạm cái tội cẩu thả bất kính cũng không tốt. Ý thứ tư, ý cuối cùng trong bài giảng hôm nay. Cả nhà con đều biết đến Phật Pháp, bố mẹ con thì ăn chay, còn chúng con thì lúc ăn chay, lúc ăn mặn. Bố mẹ con tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Bố mẹ con tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Chúng con còn đang đi học nên không tụng được. Nhưng chỉ cần chúng con có một lỗi nhỏ thôi là bố con đã sân hận, quát mắng chúng con ầm ầm với lời lẽ quá đáng nhiều. Nhiều khi là xúc phạm. Mỗi lần như vậy chúng con nói bố làm thế là tổn phúc đấy, thì bố con bảo tôi biết rồi, tổn phúc tôi sẽ làm lại từ đầu. Bây giờ tôi chỉ cần chết thôi. Tôi tụng kinh Địa Tạng
chỉ để xin chết thôi. Con xin hỏi thầy như vậy liệu bố con có bị chết không? Bố con như thế thì có tội không ạ? Xin thầy cho con lời khuyên. Xin thầy cho lời khuyên cho bố con ạ. Chắc chắn bố con đi sai đường rồi con ạ. Cái này hôm nào con phải dẫn bố con lên đây thầy trực tiếp khai thị và chỉ bảo cho bố con đi đúng đường, không có đi sai đường như vậy. Sau này tẩu hỏa nhập ma điên điên khùng khùng, muốn chết không được, muốn sống chẳng xong. Các sư và các Phật tử hỏi tu theo ai, tu theo kinh nào và tu theo kinh Địa Tạng, học pháp của ai và học pháp theo thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Và họ nói, bắt đầu từ đó họ nói ra gì? À, cái ông thầy đó thì hóa ra cứ tưởng nó theo chính pháp, hóa ra nó giảng gì? Giảng tà pháp. Nó khuyên Phật tử là tụng kinh Địa Tạng để chờ chết, khuyên Phật tử tụng kinh Địa Tạng để cầu chết. Như vậy là gì? Là hỏng rồi. Như vậy là báng pháp, như vậy là phá pháp, như vậy là khiến cho họ gì? Coi thường pháp của Phật rồi, và coi thường gì? Người giảng bộ kinh này rồi. Như vậy là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên trường hợp này nó cũng gì? Rất là dài, rất tế nhị. Một vài câu giảng không thể giải quyết được. Cho nên tốt nhất như bé này đưa câu hỏi này, nên khuyên bố mẹ nên đến chùa hôm nào và những pháp hội Địa Tạng nó dối dối hơn. Còn đến pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm nó đông người, có lên nó chỉ có lễ xá thầy cái là phải lui thôi, phải đông Phật tử. Mà nhiều công việc thì không tiếp được. Cho nên lên pháp hội Địa Tạng á, thì nó ít người hơn. Cái lúc mà dối dối thì một cái lúc thần duyên nào đó thì đưa bố xuống, để bố mẹ xuống để ngồi nói chuyện với thầy. Thầy sẽ tâm sự, sẽ giảng giải khai thị cho bố của bạn này. Thầy thì hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây. Hôm nay chúng ta đã quá đi 30 phút rồi. Xin lỗi các Phật tử vì nó đang ở trong mạch giảng cho nên là nói hơi dài một chút. A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.